Độc tôn truyền kỳ thanh vân môn, lâm nhất. chương 301, Hầu Vương. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của lâm nhất, huyết long mã quay đầu chạy vào sâu trong rừng. Ngay khi lâm nhất đang khó hiểu, huyết long mã lại xuất hiện trước mặt hắn với một nhành cây trong miệng. Trên nhành còn có vài quả linh quả tươi nhuần, tỏa hương thơm hấp dẫn. Lâm nhất vừa đói khát vừa yếu ớt, lập tức mừng rỡ. Cảm ơn ngươi, tiểu hồng. Trong lòng lâm nhất như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn vội vàng bỏ mấy quả linh quả vào miệng. Hắn chưa đả thông khẩu khiếu, không thể lấy khí làm thức ăn nên sau hơn nửa tháng tu luyện khổ cực, chưa uống một giọt nước, hắn đã đói bụng từ lâu. Mấy quả linh quả vào bụng làm hắn cảm thấy toàn thân có sức hơn nhiều. Advertisement Lâm nhất thử đứng dậy thì phát hiện mình đã có thể cử động nhẹ, nhưng vẫn còn hơi mệt mỏi dã rời. Thấy Lâm nhất đứng lên, huyết long mã lập tức vui vẻ, tuyết miệng cười khặc khặc. Người bảo ta leo lên lưng ngươi à? Thấy huyết long mã nháy mắt ra hiệu cho mình, lâm nhất không chắc hỏi. Huyết long mã gật đầu lia lịa, xem ra nó muốn đưa hắn đi đâu đó, lâm nhất không chút do dự phóng lên lưng ngựa. Advertisement, lộc cộc, giữa núi rừng gập gành, tiểu hồng đưa lâm nhất băng nhanh qua núi như đang đi trên đất bằng. Cả hai đi qua rất nhiều nơi hoang vu, sau bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng cũng đến một khe núi khá yên tĩnh. Nước suối từ trên vách núi chút xuống. Bên dưới hình thành một cái hồ tĩnh mịch, mặt nước vừa trong veo vừa lạnh lẽo, linh khí bốc lên ngun ngút. Mắt lâm nhất sáng rực lên, tuy nơi này thua xa linh hồ bát phẩm của vạn gia nhưng cũng được coi như là một bảo địa phong thủy khá tốt. Chữa thương ở đây thì còn gì bằng. Lúc này hắn mới hiểu ý của huyết long mã, bèn xuống ngựa vỗ cổ nó, nhờ người đấy. Vừa nghĩ tới một chuyện, hắn lấy một khối dung nham chi tâm tứ phẩm trong túi chữ vật ra đưa cho đối phương. Hắn đã giữ riêng khối này cho huyết long mã, nó thuộc tính hỏa nên dung nham chi tâm là thứ rất có lợi cho nó. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy dung nham chi tâm, huyết long mã mở to hai mắt. Nó dùng lưỡi cuốn khối dung nham chi tâm bỏ vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Này! Audio điện tử võ tấn bền khóe miệng lâm nhất khẽ run rẩy đúng là cái gì con ngựa mốc này cũng dám nhai, dung nham chi tâm có thể cắn được sao? Nhân của nó là đá dương nguyên cứng nhất trong viêm mạch. Xôm xốp, như đã đoán, chỉ nghe một tiếng nhai giòn giã, huyết long mã vừa cắn mạnh một phát, một chiếc răng cửa lập tức bị gãy. U u, huyết long mã đau tới mức la lối om sòm, ứa cả nước mắt. Bỗng nhiên cơ thể nó bốc cháy, năng lượng khổng lồ của dung nham chi tâm đang bị cơ thể hấp thu, cộc cộc cộc, hắn không thể tưởng tượng ra cảm giác của đối phương lúc này, huyết long mã giật bắn lên, vừa cười vừa khóc, chạy thẳng vào rừng với tư thế vô cùng kỳ lạ. Lâm Nhất cố kiềm chế, cuối cùng vẫn không nhịn được cười phá lên. Con ngựa ngốc, nó vẫn là con ngựa ngốc quen thuộc kia. Nhưng nơi nó chọn cũng tốt đấy, non xanh nước biếc, linh khí dồi dào. Tóm, Lâm Nhất xuống nước, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, linh khí trong nước lập tức bị hắn hấp thu không ngừng. Nước hồ cũng không thể nói là rất quý giá, nhưng nó chắc chắn là vật trời ban đối với Lâm Nhất giờ phút này. Dưới sự tầm bổ của linh khí, vết thương trên người hắn và tinh khí thần đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Nhất quan sát lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thì phát hiện luồng khí xoáy màu vàng ở đan điền hơi thay đổi. Kết ấn viêm ma được ngưng tụ dung hợp vào luồng khí xoáy, tạo thành nhân màu máu. Nó giúp thuần dương công thêm mềm dẻo và mạnh hơn. Thật thú vị đây coi như là đại nạn không chết át có phúc lớn nhỉ lâm nhất cười mỉm nói chín tia lôi kiếp suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn nhưng để làm viêm ma chiến thể vốn chỉ bát phẩm thật sự đạt tới hoàn mỹ trở thành viêm ma chiến thể hoàn mỹ ít người có được dù cơ thể hiện giờ chưa kích hoạt viêm ma chiến thể nó cũng có thể so sánh với sức mạnh của viêm ma chiến thể trước đó sau hồi lâu khi các vết thương đã hoàn toàn lành lặn lâm nhất nhảy lên bờ ngửa đầu buộc mái tóc còn ướt sũng ra sau. Trong ngọn núi u tối, ánh nắng chó trang xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt anh Tuấn của Lâm Nhất. Vào khoảnh khắc này, thiếu niên còn non trẻ trông Tuấn Tú như tiên nhân thượng cổ bước ra từ trong tranh, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng toát lên vẻ quyến rũ không nói nên lời. Gầm, một tiếng yêu thú gầm rú vọng lại từ trong núi rừng cách đó không xa. Lâm Nhất trao mày, những giọt nước còn sót lại trên người hắn lập tức bốc hơi, hắn chỉ bước vài bước đã đến trên bãi đất trống trong rừng huyết long mã đang luyện hóa dung nham chi tâm người nó toát ra hơi thở rất đáng sợ rõ ràng đã tới thời khắc mấu chốt cách nó nghìn mét có một con linh hầu đang đu trên nhánh cây đại thụ mắt nó lóe lên huyết quang nhìn huyết long mã bằng ánh mắt tham lam yêu hầu phát ra hơi thở tiên thiên lục khiếu và uy áp vương giả thoang thoảng lòng lâm nhất khẽ động nó không chỉ là một con yêu thú tiên thiên lục khiếu mà còn là hầu vương. Hầu vương là yêu thú rất thông minh, chắc chắn nó đã phát hiện trong cơ thể huyết long mã có yêu đan, muốn nhân thời khắc mấu chốt để giết huyết long mã cướp yêu đan. Khi lâm nhất quan sát yêu hầu, tầm mắt của nó cũng rời về phía hắn. Trong đôi mắt đỏ ngòm thoáng qua vẻ xảo quyệt, nó đang phán đoán thực lực của lâm nhất. Không lâu sau, nó nhe răng ra cười, giọng cười nghe có vẻ diễu cợt. chương 302, hầu nhi tử hiển nhiên nó thấy lâm nhất chỉ mới có thực lực tiên thiên tam khiếu nên không để hắn vào mắt veo yêu hầu bỗng dưng khẽ đùng đưa nháy mắt đã đáp xuống sau lưng lâm nhất móng khỉ sắc bén cào vào vai lâm nhất một cách nhanh chóng và độc ác nó rất xảo quyệt biết tấn công vào đầu rất dễ bị né tránh một khi bị nó cào trúng vai nó có thể xé lâm nhất thành hai nửa ngay lập tức đừng thấy nó không cao mà nghĩ yếu vì là hầu vương nên nó rất mạnh có thể sẽ yêu thú cùng cảnh giới thành mảnh nhỏ một cách dễ dàng. Tốc độ cực nhanh kết hợp với đòn tấn công nhanh như chớp cao thủ tiên thiên ngũ khiếu bình thường chắc chắn sẽ chết bởi cú đánh này. Xoẹt! Nhưng khi cào vào vai lâm nhất, nó ngạc nhiên phát hiện mình chẳng những không thể cào rách vai hắn, thậm chí để lại vài vết thương cũng đã khó khăn. Advertisement! Đòn tấn công tàn nhẫn chỉ cào rách áo lâm nhất, để lại mấy vết cào mờ nhạt. Lâm nhất nhầm niệm, viêm ma chiến thể hoàn mỹ lập tức được kích hoạt, toàn thân phát ra ánh huỳnh quang màu máu. Cơ thể không phồng lên nhưng lại như một viên ngọc tuyệt thế được thợ điêu khắc giỏi nhất thế gian mài nhẵn, hoàn mỹ không một vết xước. Bốp, hắn quay lại đấm vào người yêu hầu một cú, dưới sự tác động của lực đấm, yêu hầu quay cuồng như một quả bóng trong khu rừng tĩnh mịch, sau đó va mạnh vào thân cây. Nó nhe răng trợn mắt vì đau đớn, sát khí bị ép phải phóng ra hết, nhưng khi nó vừa định đánh trả, nó ngạc nhiên phát hiện nội tạng của mình bị vỡ nát, cú đấm mạnh mẽ ngầm ẩn sức mềm dẻo này khiến các cơ quan nội tạng của nó nổ tung. Advertisement Vẻ hoảng sợ lóe qua trong mắt yêu hầu, nó lập tức đoán được thực lực của địch và ta, quay đầu bỏ chạy. Vèo 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 Chỉ sau vài giây, trong rừng đã không còn bóng dáng của nó. Tốc độ nhanh thật Lâm nhất nhìn mà không nói nên lời, với tốc độ đáng kinh ngạc này, nếu không nhờ có cơ thể của hắn, hắn thật sự không hề có sức đánh trả khi đứng trước yêu hầu. Hoàng! Khi Lâm Nhất đang nghĩ mãi không ra, cuối cùng huyết long mã cũng đột phá, người nó toát ra hơi thở tiên thiên ngũ khiếu đáng sợ. Huyết long mã tuyết miệng cười với hắn, Lâm Nhất hiểu ngay, xoay người lên ngựa. Lộc cộc! Tiểu hồng phi nhanh qua rừng như một tia chớp, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng của yêu hầu. Chít, chít, yêu hầu quay lại thấy vậy thì hoảng sợ, nó dùng móng gãi đầu, thở hồng hộc tăng tốc. Nhưng dù nó có nhanh đến đâu, sao có thể nhanh hơn huyết long mã? Huyết long mã phi nước đại khiến Lâm Nhất ngồi trên lưng nó gần như không thể mở mắt, gió quá lớn. Sau một lúc đuổi theo, cả hai đến một sườn núi. Âm thanh chít chít không ngừng vang lên, Lâm Nhất nhèo mắt quan sát thì phát hiện mình đã vào ổ khỉ. Đếm kỹ lại, e rằng trên ngọn núi này có không dưới 100 con yêu hầu, nhưng thực lực không đồng đều, chỉ có hầu vương mới có thực lực tiên thiên lục khiếu. Hầu hết những yêu hầu khác đều là tam khiếu và tứ khiếu, một số ít là tiên thiên ngũ khiếu. Chít chít chít, yêu hầu vương chạy về ổ khỉ thì không chạy nữa, nó chỉ huy đàn khỉ tấn công bằng những tiếng kêu kỳ quái. Làm tốt lắm, lâm nhất cười lớn, hắn đang lo viêm ma chiến thể không có vật thí nghiệm, vừa khéo có đàn khỉ này tới góp vui. Bất diệt kim cương ấn, một vầng hào quang rực rỡ chiếu ra làm cả đàn khỉ bị chấn thương, trong tiếng cười ha hả của Lâm Nhất, nhân lúc bất diệt kim cương ấn chưa tan biến, hắn lại điên cuồng thi triển mãnh hổ quyền. Bùm bùm bùm, cơ thể đáng kinh ngạc cùng với linh nguyên mềm rắn kết hợp, cứ một cú đấm lại có một con yêu hầu ngã xuống. Chỉ trong giây lát, từng đống thi cốt đã chất chồng xung quanh hắn. Nhìn bề ngoài của tất cả những con yêu hầu đã chết đều bình thường, nhưng nội tạng và xương cốt của chúng đều bị chấn vỡ. A! À, à, à. Thấy vậy, hầu vương đấm ngực dậm chân, hét lớn vài tiếng, cả đàn khỉ bỏ chạy tán loạn. Chính nó cũng quay đầu chạy vào trong núi sâu. Lâm Nhất cười khẽ, bỏ đi viêm ma chiến thể, ánh huỳnh quang màu máu tỏa ra từ cơ thể cũng chậm rãi tan biến, hắn không muốn tiếp tục đuổi theo. Nhưng huyết long mã không bỏ qua, quay đầu chạy sâu vào trong ổ khỉ. "Này, đừng đuổi theo." Lâm Nhất sợ nó gặp nguy hiểm nên đành phải đi theo. Trên đường đi luôn chú ý theo dõi nó. Khi sắp đến đỉnh núi, Huyết Long mã rẽ sang hướng khác, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Nhất. Chuyện gì thế? Lâm Nhất nhíu mày, hơi khó hiểu, chẳng lẽ trong núi khỉ này còn những cái bẫy khác? Với sự xảo quyệt của Yêu Hầu, nói không chừng có thật. Vừa nghĩ vậy, Lâm Nhất lập tức đi nhanh hơn, khi đến góc rẽ mới phát hiện một cái hang động ẩn dưới bụi cây. Bụi cây bị tách ra thành một cái lỗ nhìn là biết ngay do huyết long mã ỉ mình ra dày sông vào. Thơm quá! Lâm nhất ngửi thấy một mùi thơm ngây ngất, giống như... Mùi rượu! Gì thế này? Không ngờ trong núi khỉ lại có mùi rượu, lẽ nào những con khỉ này được nuôi nhốt? Lâm nhất ôm mối nghi hoặc bước vào hang động, sau đó hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng chít chít quen thuộc vọng ra từ sâu trong cửa hang. Hắn bước từng bước vào trong. Lâm Nhất bất ngờ phát hiện trên vách hang có rất nhiều chiếc vò bùn thô ráp, miệng vò được bịt kín bằng lá cây. Mở ra chỉ ngửi thấy mùi rượu ngây ngất. Trong vò đựng đầy những rượu mát lạnh hấp dẫn, người thử thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái, ngà ngà say. Chẳng lẽ đây là hầu nhi tử trong truyền thuyết? Lâm Nhất vui vẻ nhìn xung quanh, trên vách đá có khoảng hơn mấy trăm vò rượu thô ráp. Lâm Nhất kìm nén vui mừng, bỏ vò rượu xuống sau đó đi sâu vào trong cửa hang huyết long mã và hầu vương ở bên trong có vẻ như vẫn chưa giải quyết xong. chương 303, vơ vết hầu nhi tử. Sơn động tính mịch quanh co, Lâm Vân đi theo tiếng động, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng huyết long mã. Sâu trong hang có một cái ao, nhưng trong ao lại không chứa nước mà toàn là hầu nhi tử thơm lừng, mang theo linh khí bức người. Huyết long mã đứng ở bờ ao, đang dùng đùi đắc ý uống rượu, phát ra âm thanh rầm rì. Hầu vương thì đu trên một khối thạch nhũ ở bên kia hồ, tức đến nhe răng trợn mắt, vò đầu bứt tai. Nhưng trên người nó có vết thương nên không dám trêu chọc huyết long mã, chỉ có thể bóc mấy hòn đá trên vách hang, dùng sức ném vào người huyết long mã. Vèo! Hòn đá phát ra âm thanh xé gió, bay vọt đi, huyết long mã khẽ lắc người một cái, dễ dàng né tránh. Advertisement! Sau đó nó ngẩng đầu, nhe răng cười chọc tức yêu hầu hai hàng răng trắng toát của nó bị thủng một lỗ, trông càng đáng ghét. Dáng vẻ của nó khiến yêu hầu tức khí nhưng lại không làm gì được, liên tục vỗ ngực. Thịt thịt thịt, yêu hầu nổi giận, không ngừng ném đá, còn huyết long mã thì càng cười khoái chí. Nó vui sướng uống từng ngụm hầu nhi tử, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái, lúc có hứng lại nhe răng trêu đùa yêu hầu một phen. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lầm nhất không nhịn được cười. Advertisement, hầu nhi tử. Trong truyền thuyết, đó là loại rượu do viễn cổ linh viên thu thập hơn trăm loại quả tiên trong núi, sau đó dùng phương pháp đặc biệt mới có thể ủ thành. Hương vị ngọt ngào lại thơm lừng, chính là rượu ngon nổi danh thiên hạ, không chỉ lưu lại hương thơm làm say lòng người, dư vị khó quên, mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho võ giả. Nó có thể giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường tu vi, còn có thể khiến võ giả tai thính mắt tinh, nói tóm lại, hầu nhi tử là rượu ngon được yêu thích nhất. Đáng tiếc, chỉ có viên hầu mới có thể ủ được loại rượu này, dù con người có học như thế nào cũng không ủ thành công. Lại nói, không phải yêu hầu nào cũng có thể ủ được hầu nhi tử, chỉ loại yêu hầu đã thức tỉnh ký ức của tổ tiên thời viễn cổ mới có thể học cách ủ. Thế nhưng, viên hầu có thể thức tỉnh ký ức tổ tiên viễn cổ phải nói là trong ngàn con không kiếm được một con, vô cùng quý hiếm. Mà thức tỉnh ký ức rồi có thể tự ủ rượu thì hiếm càng thêm hiếm. Thấy Lâm Nhật đến, yêu hầu đang đu trên thạch nhũ lộ vẻ hoảng sợ lâm nhất cười hờ hứng không có ý định muốn giết nó viên hầu có thể ủ được hầu nhi tử quả thật rất hiếm giết đi thì rất đáng tiếc huyết long má uống đến choáng váng mặt mày lâm nhất đến mà nó còn không biết đã sớm say đến mức suýt lăn cành ra đất lâm nhất nhìn xuống thì thấy bên bờ ao còn có mấy cái chén rượu hẳn là đám khỉ này đã cướp được trong tay võ giả hắn lập tức lấy một cái chén múc đầy rượu khẽ ngửi một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chất rượu mát lạnh, ngọt thanh, trăm loại linh quả tự nhiên lên men tạo thành hương vị tươi mát, vừa chạm vào đầu lưỡi, hương thơm liền vấn vít không rời. Mùi hương tự nhiên, tinh khiết mãi vẫn không tiêu tán, lại khiến cho người ta cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Trước khi kịp nhận ra, Lâm Nhất đã uống cạn năm chén, khi hắn chuẩn bị múc chén thứ sáu thì cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Cơn say ập đến, sắc mặt Lâm Nhất đỏ bừng, cảm thấy rất bất ngờ. Men say nồng nặc lan tỏa toàn thân, khiến người ta có cảm giác nhẹ bấm, cứ như đang phiêu du nơi tiên cảnh. Mềm mại, sương mù lượn lờ, núi mây ẩn trong sương mờ, dường như thấp thoáng bóng tiên nhân, đình đài lầu các cao to, huy hoàng, như ẩn như hiện. Rượu mạnh thật, lâm nhất lắc đầu sực tỉnh, quả thật không có một chút cảm giác nào, nhưng lại khiến người trầm mê trong đó, rồi lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Xoạt, bỗng nhiên, một luồng nhiệt khí bộc phát trong cơ thể lâm nhất, tác động đến toàn thân khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hưng phấn. Khí tức trên người cũng điên cuồng tăng vọt trong phút chốc. Tu vi từ tiên thiên tam khiếu đột phá đến cảnh giới tứ khiếu. Từng tầng xương mờ tỏa ra từ trên người lâm nhất, cảm giác trách choáng vì say dần tiêu tán. Đột phá rồi ư, lâm nhất có hơi hoang mang, không ngờ chỉ mấy chén hầu nhi tử lại có công hiệu thần kỳ đến thế. Tuy nhiên, Thực tế cũng không hẳn là vậy, bất kể là Long Vân Quả hay Dung Nham Chi Tâm Bát Phẩm, những loại dị bảo thiên địa bậc này nếu là người khác sử dụng thì hầu hết đều có thể dễ dàng gia tăng tu vi lên một khiếu, nhưng bởi vì căn cốt, quá trình tu luyện của Lâm Nhất Vàng về sau càng gian nan, mặc dù đã luyện hóa hai món dị bảo thiên địa nhưng vẫn không cách nào đột phá. Tuy nói như thế, nhưng vẫn có tích lũy, hắn chỉ còn cách tiên thiên tứ khiếu nửa bước mà thôi. Hôm nay năm chén hầu nhi tử này đã thay hắn bước nửa bước còn lại kia lần này sẽ mở cước khiếu víu sáu khiếu huyệt lớn xoay quanh ngược lại lần nữa thắp sáng một khiếu tu vi của lâm nhất đã đạt đến tiên thiên tứ khiếu đã mở bốn khiếu nhãn khiếu thính khiếu thủ khiếu cước khiếu chỉ còn lại khẩu khiếu tị khiếu và tâm khiếu là chưa được mở nửa canh giờ sau lâm nhất từ từ mở mắt ra ánh mắt vô cùng bình thản Hiện tại có lẽ ta đã 16 tuổi rồi, tứ đại siêu nhiên tông môn của đại tần đế quốc yêu cầu thấp nhất là tiên thiên tứ khiếu 17 tuổi, xem như ta đã đủ điều kiện. Lâm nhất trầm tư, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua sinh tử, dùng mạng mà đấu, cuối cùng cũng mở được tứ khiếu, đạt đủ điều kiện nhập môn của tứ đại tông môn. Như thế xem như đã không phụ lòng một viên tiên thiên thất khiếu đan của Tô Tử Ngọc không có viên tiên thiên thất khiếu đan kia e rằng hiện tại hắn vẫn còn quanh quẩn ở cảnh giới hậu thiên giờ phút này men say đã tiêu tán chỉ còn vị ngọt đọng lại đầu lưỡi nhưng lại khiến người ta không khỏi nhớ nhung hương vị thơm ngọt của hầu nhi tử hầu nhi tử quả thật xứng danh rượu ngon tuyệt thế lâm nhất nở nụ cười hắn xoay người đi trở ra không hề khách sáo điên cuồng chạy quanh một vòng đem toàn bộ hầu nhi tử trong hang thu vào túi chữ vật của mình lấy một mạch hơn 200 vò mới thỏa mãn dừng tay. Vẫn nên để lại một ít cho bầy vượn có cái để phát triển, sau này, đợi bọn chúng ngủ thêm hầu nhi tử có phẩm chất cao, hắn lại tới lấy. Làm xong việc, Lâm Nhất quay về ao rượu thì nhìn thấy một cảnh tượng cười lăn lộn. Huyết long má uống đến mức bụng căng tròn, hệt như một quả bóng ra thổi phồng, té lăn ra đất, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Trường 304 tiến về Thanh Dương giới nó sốt ruột kêu to, nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi, nhưng vẫn không cách nào đứng dậy được. Yêu hầu phía đối diện nhảy xuống bờ ao, đấm ngực cười to, không ngừng phát ra âm thanh khẹt khẹt. Thấy Lâm Nhất đến, huyết long mã chỉ chỉ bụng của mình, ánh mắt long lanh như nước, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. Khóe miệng Lâm Nhất co giật mấy cái, có chút xấu hổ. Tuy nhiên, hắn vẫn vỗ một trưởng vào thân ngựa, từ từ luyện hóa một bụng rượu của nó thời gian luyện hóa kéo dài liên tục suốt một chung trà, cuối cùng huyết long mã cũng khôi phục lại như thường, lập tức lật người đứng lên. Trên người nó tản ra khí thức nồng nặc của tiên thiên ngũ khiếu, hiển nhiên khi uống một bụng rượu, huyết long mã đã có thu hoạch không nhỏ. Đi thôi, advertisement, một người một ngựa lập tức rời núi. Nhìn thấy hai tên hỗn thế ma vương kia đã đi xa, hầu vương mới đứng dậy, bắt đầu vốc hầu nhi tử trong ao lên uống. Đối với tộc phiên hầu, ngoại trừ công dụng hỗ trợ tu hành, hầu nhi tử còn có khả năng chữa thương rất tốt. Ra khỏi động, gió mát thổi qua, Lâm Nhất vừa uống hầu nhi tử xong nên tinh thần rất sảng khoái. Có cảm giác thoải mái không nói nên lời, chỉ cảm thấy cơ thể như được thanh lọc. Advertisement, cộp cộp cộp, huyết long mã đột nhiên xoay người chui ngược vào động, Lâm Nhất không để tâm, chỉ cho rằng nó lại thèm rượu. Huyết long mã gión rén đi vào, không phát ra một chút âm thanh nào chẳng mấy chốc nó đã thấy hầu vương đang bưng rượu uống như điên. Huyết long mã cười đều, cái đó nó bắt đầu tè, thẳng vào ao rượu một cách thoải mái. Hầu vương đang uống lấy uống để thì cảm giác có vị chua. Nó cảm thấy rất khó hiểu, từ khi nào hầu nhi tử có thêm vị chua này vậy chứ? Ngay lúc nó còn đang nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nước tiểu từ dưới háng huyết long mã không ngừng bắn vào ao. Nó há hốc mồm, khuôn mặt khỉ bé tí ti đờ ra huyết long mã nghe hàm răng vàng khè của nó, cười khoai trá, sau đó dùng tốc độ sấm chớp vọt thẳng ra ngoài. Bỏ lại hầu vương điên cuồng kêu gào trong động. Chỉ sợ sau chuyện này, suốt một khoảng thời gian dài hầu vương sẽ không uống hầu nhi tử nữa. Nhìn thấy huyết long mã lao ra như một trận gió, lâm nhất nhảy lên lưng ngựa, phóng xuống núi. Sau nửa ngày, bọn họ đã ra khỏi dãy núi thiên chập. Tiểu hồng, người có thay đổi màu lông được không? Lâm Nhất mở miệng hỏi, với thực lực và thiên phú của huyết long mã, có lẽ việc đó cũng không phải quá khó. Huyết long mã hy vang, da lông màu đỏ mềm mại bóng loáng thoáng chốc biến thành màu xám đen không hề bắt mắt, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Lâm Nhất nở nụ cười hài lòng, khoác thêm áo choàng và kéo mũ trùm đầu. Đã đến lúc tiến về di tích thượng cổ của Thanh Dương giới rồi. Dưới cái mũ trùm đầu, sự mong chờ thoáng hiện trên mặt Lâm Nhất, hắn trầm giọng nói với tư cách là tiểu thế giới vô cùng nổi danh quận Thanh Dương, thậm chí là khắp đại tần đế quốc, mỗi một lần phong ấn mở ra sẽ là một sự kiện vô cùng lớn. Có rất nhiều cường giả của đại tần đế quốc, thậm chí là một số quốc gia xung quanh vượt đường xa tìm đến. Tất cả đều là vì đủ loại di tích bảo vật và truyền thừa của các tông môn thời thượng cổ trong tiểu thế giới. Chỉ cần có thể tiến vào đó, một chút thu hoạch thôi cũng là phước báu to lớn. Nhầm tính thời gian, có lẽ còn khoảng hơn nửa tháng nữa sẽ mở phòng ấn sau nửa năm tôi luyện sinh tử tu vi của lâm nhất đã đạt đến tiên thiên tứ khiếu tiên thiên thuần dương công đạt đến cảnh giới cương nhu hòa hợp luyện thành viêm ma chi khu hoàn mỹ nắm giữ lôi âm kiếm pháp thượng phẩm còn có món vũ khí thần kỳ là cổ kiếm hạp lâm nhất có đủ tự tin có thể xông pha một phen trong di tích thượng cổ của thanh dương giới nơi quần hùng hội tụ nếu không có đủ thực lực Đừng nói nhận được truyền thừa và bảo vật, e là tính mạng cũng khó mà giữ được. Theo lý mà nói, người của Tứ Đại tông môn cũng sẽ đến. Đến lúc đó, ta có thể mở mang tầm mắt, xem xem nhân tài kiệt xuất hàng đầu của đại tần đế quốc rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, vô cùng nóng bỏng, ngay từ thời khắc bước vào quận Thanh Dương, hắn vẫn luôn để mắt đến Tam đại bá chủ ở đây. Từ đầu đến cuối, Mục tiêu thật sự hắn chính là tồn tại siêu nhiên trong Đại Tần Đế Quốc Tứ Đại tông môn. Đi. Lâm nhất nhẹ nhàng vỗ lên cổ huyết long mã, nó lập tức gia tăng tốc độ, phóng như bay, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của nó. Huyết long mã mang theo Lâm nhất chạy một mạch như điên, hướng về phía Thanh Dương giới. Càng gần thời điểm phong ấn mở ra, rất nhiều người trong quận Thanh Dương đã bắt đầu có hành động. Bất kể thuộc phe nào, bọn họ đều có một mục tiêu nhất trí. Trên đường đi, Lâm Nhất gặp rất nhiều võ giả, có người kết bạn cùng đi, cũng có người đơn độc hành động. Khí tức trên người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là cao thủ tiên thiên bên ngoài quận. Bọn họ đi đến thanh dương giới vì mục tiêu giống hắn. Lâm Nhất cố hết sức ẩn mình, trà trộn trong vô số nhà mạo hiểm, không có nửa điểm đáng ngờ. Bảy ngày sau, trên con đường tiến về thanh dương giới, Lâm Nhất cố ý thả chậm tốc độ. Cộp cộp cộp, một đại đội võ giả mặc chiến giáp màu vàng sáng trói cưỡi tuấn mã cấp cao cùng với dị thú khủng bố đang phi nước đại về phía trước còn chưa đến gần lâm nhất đã cảm giác được khí tức đáng sợ từ trên người bọn họ hắn điều khiển huyết long mã đứng lại nhường đường quang minh các nhìn quần áo và trang sức của đám người kia lâm nhất nhận ra bọn họ là quang minh các tam đại bá chủ quận thanh dương khó trách lại phô trương thanh thế như vậy nếu là người của quang minh các thì cũng không có gì khó hiểu Thịch thịch thịch. Ngay khi hắn chuẩn bị dục ngựa tiến về phía trước thì đột nhiên gã thiếu niên dẫn đầu đại đội của Quang Minh các đột nhiên vòng trở lại. Lâm Nhất lập tức thay đổi sắc mặt, bởi vì ánh mắt của gã thiếu niên kia nhìn về phía hắn cười mà như không cười. Chương 305, phòng ấn tại Thanh Dương giới. Lâm Nhất ngồi trên lưng huyết long mã, ẩn dưới mũ trùm đầu, mày hắn khẽ cau lại. Tay nắm chặt dây cương, chuẩn bị lui lại bất cứ lúc nào đối phương toàn là cao thủ tinh nhuệ, trong đó có không ít cường giả tiên thiên lục hiếu, thậm chí là thất hiếu, nói không chừng còn có cường giả cảnh giới huyền võ ẩn mình trong đó. Các ngươi lui xuống trước đi. Người cầm đầu bỗng nhiên phất tay, lệnh cho đại đội phía sau rút lui. Thiếu chủ. Advertisement. Không sao đâu, ta muốn trò chuyện cùng vị bằng hữu này, các ngươi lui xuống trước đi. Cộp cộp cộp. Trước mệnh lệnh của thiếu niên Hoàng Y, đại đội tinh nhuệ của Quang Minh các lục tục lui về sau. Tại hạ là thiếu chủ của Quang Minh các Minh Diệp, bằng hữu ta thấy ngươi rất quen mắt, có thể cởi mũ ra được không? Thiếu niên ngồi trên lưng tuấn mã thượng phẩm nhìn về phía lâm nhất, khẽ cười nói. Advertisement, trên người hắn ta không hề có sát khí, thái độ có vẻ rất hòa nhã. Lâm nhất có thể cảm giác được khí thức hùng hậu ẩn chứa trên người đối phương, hẳn không kém là bao so với mai tử họa ngại quá ta nghĩ các hạ đã nhận lầm người lâm nhất hạ giọng thản nhiên đáp không có ý định dây dưa cùng đối phương vậy à phản ứng của ngươi càng khiến ta khẳng định suy đoán của mình ngươi là lâm nhất đột nhiên minh diệp mở miệng nói ra thân phận của lâm nhất cái tên này chẳng lẽ ta cải trang tệ vậy sao lâm nhất có hơi khó hiểu theo lý mà nói cách ăn mặc của hắn lúc này không khác là bao so với những nhà mạo hiểm bình thường. Hộp đựng kiếm trên lưng cũng bị áo choàng rộng thùng thình che khuất, khó có thể phát giác. Xem ra ta đã đoán đúng. Ánh mắt Minh Diệp lóe lên tia danh mãnh, thấy Lâm Nhất im lặng, hắn ta khẽ cười nói. Người đừng phủ nhận làm gì, mặc dù lúc trước, người của huyết phân môn đã tung tin người tử vong trong lúc tranh giành dung nham chi tâm bát phẩm lại núi thiên hỏa, nhưng trước đó không lâu, ta lại nhận được tin ngươi cướp đoạt long vân quả của mai tử hỏa trong dãy núi thiên chập, sau đó còn ung um dung rời đi. Minh Diệp nhướng mày, cười nói ha ha, tính tình mai tử hỏa vốn kiêu ngạo, hắn ta cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ, định ém nhẹm đi, nhưng trên đời này có bức tường nào mà không lọt gió, hiện tại, tin tức ngươi còn sống đã lan truyền khắp quận Thanh Dương rồi. Ngươi muốn làm gì? Lâm nhất không tiếp tục giữ im lặng nữa, lên tiếng hỏi thẳng. Thấy thái độ cam chịu của đối phương, Minh Diệp bật cười ha ha, ha ha ha, quả nhiên là ngươi, trực giác của ta đúng là chuẩn. Tuy nhiên, ngươi cứ an tâm, ta không có định ý đối với ngươi, trái lại còn muốn hợp tác một phen. Hẳn ngươi cũng biết chuyện của vạn gia ở tử viêm thành, nếu không phải quang minh các đứng ra bảo vệ, e là hiện tại vạn gia đã bị diệt. Lâm nhất cảm thấy không nói nên lời, vòng vo cả buổi, cuối cùng đối phương lại đoán được bằng trực giác. Tuy nhiên, về việc hợp tác thì không có hứng thú người có chắc không người đồng thời đắc tội với huyết vân môn cùng kim diệm tông chỉ cần hợp tác với quang minh các chúng ta có thể đảm bảo tính mạng cho ngươi trong di tích thượng cổ đa tạ lòng tốt của các hạ tuy nhiên ta đã quen đơn độc hành động nếu có cơ hội tại thanh dương giới có thể giúp đỡ lẫn nhau một phen cáo từ thấy phía sau lại có người đến lâm nhất không tiếp tục nán lại liền kéo cương ngựa huyết long má hóa thành một ngọn gió phóng đi để lại các bụi mù mịt chẳng mấy chốc đã biến mất cuối chân trời. Tốc độ thật nhanh, Minh Diệp chật lưỡi, có vẻ hơi bất ngờ. Thiếu chủ, sao ngài có thể xác định được thân phận của hắn? Đại đội nhân mã của Minh Quang Các tiến đến gần, một ông lão có tu vi thâm hậu tò mò hỏi Minh Diệp. Hắn ta thản nhiên nói, linh khí thuộc tính hỏa trên người hắn rất cô động, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi, làm ta liên tưởng đến khối dung nham chi tâm bát phẩm kia, bèn thử dò xét một phen, không ngờ quả thật là hắn. Tên này có vẻ không biết điều, ngài có muốn phái người đi theo hắn không? Minh Diệp cười hờ hứng, không biết điều ư, cũng không hẳn, hắn chỉ không tin tưởng các đại tông môn mà thôi. Tuy nhiên, đợi đến khi cảm nhận được áp lực từ hai đại tông môn, hắn sẽ tự đưa ra lựa chọn. Đúng rồi, ta nghe nói huyết đồ của huyết vân môn xuất quan à. Nhắc đến huyết đồ, sắc mặt ông lão kia cũng thoáng thay đổi, trầm ngâm nói, ừm, vì di tích thượng cổ lần này, hắn đã sớm xuất quan. Ha ha, không biết huyết phân thủ của hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi, quả thật khiến ta rất hiếu kỳ. Mắt Minh Diệp lóe lên hào quang, hiển nhiên hắn ta rất mong chờ trận quần hùng tụ hội tại di tích thượng cổ của Thanh Dương giới lần này. Di tích thượng cổ của Thanh Dương giới có niên đại từ rất lâu rồi, khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Khi Đại Tần Đế quốc còn chưa thành lập, di tích này đã tồn tại đến bây giờ vẫn chưa tra ra được nó thuộc thời đại nào chỉ biết rằng so với hiện tại thời đại đó tựa như một giấc mộng trong thần thoại người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tại thời đại đố tông phái thượng cổ trong tiểu thế giới thanh dương rốt cuộc mạnh đến mức nào nghe nói đó là thời đại hoàng kim thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần thể có ở khắp nơi yêu nhiệt hoành hành vạn tộc mọc lên san sát cánh rừng bạt ngàn nhưng đến cuối cùng chẳng biết vì sao thời đại hoàng kim kia lại bị hủy diệt trong phút chốc, dường như biến mất trong vòng một đêm. Chỉ để lại gạch ngói vỡ nát, vương vãi khắp nơi, và tàn tích tại thanh dương giới. Thời đại của võ giả hiện tại vốn được phát triển trên nền móng của mảnh phế tích kia. Năm tháng trôi qua, cho đến hiện tại, vẫn không ai có thể làm dung chuyển phong ấn tại thanh dương giới. chương 306, pho tượng cổ xưa. Ngay cả đại đế đời thứ nhất của nước đại tần cũng không thể phá giải, nếu không di tích này đã trở thành cấm địa tư nhân từ lâu. Quận Thanh Dương có thể có được tiếng tăm lẫy lừng ở nước đại tần rộng lớn. Trừ sự hỗn loạn không phép tắc của nó, công lao phải thuộc về tiểu thế giới còn sót lại này. Mỗi lần phong ấn Thanh Dương giới mở đều sẽ diễn ra một cuộc hội họp long trọng, tất cả cao thủ ở khắp nơi sẽ tụ hội về đây. Thanh Dương giới nằm trong một sơn cốc, ở lối vào duy nhất của sơn cốc có hai pho tượng cao nghìn trượng, pho tượng cổ canh giữ di tích được truyền lại từ xa xưa, không ai có thể xông vào nếu phong ấn không mở. Khi Lâm Nhất vừa cưỡi huyết long mã đến cánh đồng hoang của Sơn Cốc, nhìn xuống dưới, trên vùng đất rộng lớn đã tấp nập bóng người. Advertisement Hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của Sơn Cốc, chỉ có đám đông nghìn nghịt. Nhưng khi lướt qua đám đông, phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy hai pho tượng cổ đứng sừng sững như ngọn núi. Vẻ kinh ngạc chợt thoáng qua trong mắt hắn, pho tượng chất chứa nỗi tang thương và buồn đau của năm tháng, hơi thở cổ xưa khuếch tán trong trời đất khiến áng mây trên trời như động lại giữa dòng sông thời gian. Chấn động, dưới mũ chùm, vẻ mặt lâm nhất tràn đầy kinh ngạc, cảm giác này khiến hắn rất một ngạt. Advertisement, hai pho tưởng kia tuy đơn sơ, nhưng khí thế sừng sướng giữa trời đất ấy thoạt nhìn thôi đã cảm thấy nặng như núi, một ngạt không thở nổi. Trước khí thế bao la hùng vĩ này, nó khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Lâm Nhất chỉ nhìn một lát rồi vội vàng rời mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Hai pho tượng này nhìn như là người bảo vệ di tích viễn cổ, thảo nào rất ít ai dám có ý đồ xấu. Lâm Nhất trầm ngâm, đã hiểu ra điều gì đó. Thanh Dương giới chỉ cho võ giả tiên thiên vào trong, những cao thủ cảnh giới khác dám xông vào chỉ có một con đường chết. Nhưng trong ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với Thanh Dương giới. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ đã bao nhiêu năm qua người đời vẫn không hiểu tại sao năm đó một tông môn mạnh như thế lại bị tiêu diệt lâm nhất lắc đầu cảm thấy đề tài này hơi nặng nề nên không nghĩ nữa khi đặt chân lên cánh đồng hoang này rõ ràng huyết long mã cũng biết điều hơn nhiều không dám manh động dọc đường đi hắn gặp khá nhiều đệ tử huyết phân môn hình như họ đang tìm thứ gì đó trong đám đông lại tìm mình sao phải thôi chắc chắn huyết phân môn đoán được chỉ cần mình không chết thì nhất định sẽ đến thanh dương giới. Nhưng hiện tại, đám đông nghìn nghiệp này cũng có ít nhất 7, 80 nghìn người, trong đó có cả một số cao thủ quái gở có thực lực cực kỳ mạnh. Ngày thường huyết phân môn ngang ngược nhưng giờ đây cũng không dám làm quá mức. Để tìm được hắn quả thật như mò kim đáy biển, không có bất cứ khả năng nào. Trên cánh đồng hoang, vị trí gần sơn cốc đã sớm bị các thế lực lớn chiếm cứ. Chỉ cần phong ấn mở ra, những vị trí này có thể tiến vào thanh dương giới đầu tiên. Lâm Nhất đi sâu vào bên trong đám đông đã có thể nhìn thấy lối vào sơn cốc và Mai Tử Họa đứng trong những vị trí tốt nhất. Là bá chủ thanh dương giới, Kim Diệm Tông đương nhiên có tư cách chiếm một vị trí ở đây. Mai Tử Họa lạnh nhạt, giữa hai đầu lông mày mang theo hơi hướng tàn bạo nhìn có vẻ rất khó chịu, bộ mặt người sống chớ gần. Không biết ai đã tiết lộ chuyện Lâm Nhất cướp Long Vân Quả của hắn ta ra ngoài điều này khiến người để ý thể diện như Mai Tử Họa rất bực bội. Đó là, Lâm Nhất rời mắt nhìn qua, thấy một người đứng ở vị trí của huyết vân môn thì trao mày. Người nọ có khuôn mặt gầy gò, hơi thở nham hiểm và hung bạo, thoạt nhìn thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. So với Mai Tử Họa, có vẻ như hắn ta càng khiến người ta phải kiêng dè. Xem ra huyết vân môn cũng không phải đèn cạn dầu, không ngờ họ lại có cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Lâm Nhất kéo mũ trùm để che kỹ mặt hơn. Không lâu nữa phong ấn thanh dương giới sẽ mở ra, có thể khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu. Sau một lúc lâu, Lâm Nhất đi lại không có mục đích bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn qua, không dám xác định mình có bị hoa mắt hay không. Đó là một thiếu nữ áo đỏ có diện mạo xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, nước da như ngọc, tràn đầy khí chất như tinh linh, đôi mắt đáng yêu như trăng khuyết lòng lâm nhất khẽ lay động, thật sự là nàng. Thiếu nữ bí ẩn đã thổi sáo giúp hắn nắm giữ bán bộ kiếm ý khi hắn không thể chịu hồi võ hồn, hoang mang không biết làm thế nào bên bờ sông trong rừng hồng diệp. Như chú ý tới ánh mắt của lâm nhất, trong mắt thiếu nữ áo đỏ lóe lên vẻ bất ngờ. Nàng lập tức nheo mắt lại, nghịch ngợm trước mắt, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khuôn mặt như tranh vẽ. Nhưng khi lâm nhất nhìn kỹ lại thì nàng đã biến mất không còn bóng dáng. Tránh đường cho, hắn không nghĩ ngợi nữa, vội vàng dắt ngựa chen chúc tìm kiếm trong đám đông. Giữa dòng người tấp nập, thật sự rất khó để tìm một người. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Nhất cởi mũ trùm rồi nhìn xung quanh. Vèo, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Nhất khiến hắn bỗng dưng dùng mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nam tử có khuôn mặt gầy gò của huyết vân môn đang cười khẩy nhìn hắn. Không xong, Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, bị lộ rồi chương 307, giao thủ. Các đệ tử của huyết vân môn nghe lệch, lập tức lùng bắt lâm nhất, giết chết không luận tội. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò của huyết vân môn đột nhiên cất lời, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Hai người ở bên cạnh nhìn theo tầm mắt của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm nhất, thiếu niên tháo mũ trùm người xuống đứng trong đám người kia có khuôn mặt giống với khuôn mặt trong lệnh truy nã của huyết vân môn như đúc. Chính là Lâm nhất đã đánh chết Diêm thiên thủy kia vô số đệ tử của huyết vân môn lập tức chạy tới. Lâm nhất, advertisement, nghe thấy lời nói của người đàn ông gầy gò, mọi người xung quanh đều giật mình, ai cũng ngạc nhiên. Gần đây cái tên Lâm nhất lại đang lan truyền khắp quận Thanh Dương. Lúc trước hắn bị huyết sắc truy sát lệnh truy nã, còn khiến nhà họ khổng ở tử viêm thành bị tàn sát, câu chuyện của hắn đã truyền khắp nơi từ lâu rồi. Nhưng sau đó, đột nhiên có tin tức truyền tới bảo hắn đã chết ở núi Thiên Hỏa. Vào lúc mọi người cảm thấy vô cùng đáng tiếc thì mấy ngày gần đây lại có tin tức càng nóng hơn truyền tới, Lâm Nhất chẳng những không chết mà còn có được kỳ ngộ, luyện hóa dung nham chi tâm bát phẩm, đồng thời còn cướp đi Long Vân quả của Mai Tử Họa. Khiến Mai Tử Họa mất hết mặt mũi. Advertisement. Thoáng chốc đã đắc tội hai tông môn cấp bá chủ trong quận Thanh Dương. Thật sự là Lâm Nhất sao? Đúng thật là hắn, ta nhìn thấy rồi, không ngờ hắn lại một thân một mình đi tới đây nhưng lần này hắn bị huyết đồ theo dõi, có thể sẽ có chút phiền phức. Trong quận Thanh Dương, Mai Tử Hỏa, Minh Diệp và huyết đồ có thể nói là ba người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không phân cao thấp. Nhưng người có thủ đoạn đáng sợ nhất, khiến người ta kiêng rẻ nhất chính là huyết đồ. Tiếng bàn tán thay nhau vang lên, vô số ánh mắt nhìn về phía lâm nhất. Muốn đi à? Vèo. Huyết đồ hừ lạnh một tiếng, bay lên trời một khí thế đáng sợ điên cuồng bay đến theo bóng dáng của hắn ta. Thấy huyết đồ đánh tới, võ giả xung quanh vội vàng né tránh, không dám chen vào. Xung quanh lâm nhất lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn, đám người khi nãy còn chen chúc thoáng chốc tản ra. Nếu khi nãy trống trải được một chút, hắn cũng không đến mức không tìm ra người kia. Lâm nhất thầm thấy đáng tiếc, với thiếu nữ áo đỏ kia, hắn vừa thấy tò mò vừa thấy biết ơn lần gặp tình cờ này khiến hắn kích động như thế là vì hắn vốn cho rằng đời này sẽ không gặp lại đối phương nữa dẫu sao hôm đó cô gái kia đến đi vội vàng hoàn toàn không để lại chút dấu vết còn lời cảm ơn thì không cần phải nói ngày đó nếu không nhờ tiêu âm giúp đỡ có lẽ đến bây giờ hắn vẫn không đi tới một bước kia võ hồn không thể sinh ra kiếm quang phối hợp sẽ tạo thành ảnh hưởng trí mạng với lòng tin võ đạo của hắn nhưng trước mắt không có thời gian để hắn nghĩ nhiều người đàn ông gầy gò được gọi là huyết đồ kia đã giết tới rồi. Hắn ta vừa nâng tay, huyết quang nồng đậm xuất hiện, đây chính là võ kỹ tiên thiên rất hay thấy của huyết phân môn, huyết phân thủ. Nhưng vào tay huyết đồ, huyết phân thủ này lại trở nên không hề tầm thường, huyết quang di chuyển, ngưng tụ thành một bàn tay máu đáng sợ. Bàn tay máu đáng sợ kia có 5 ngón tay gầy trơ xương, trông sống động y như thật. Trong nháy mắt, bàn tay máu khổng lồ kia che khuất cả người lâm nhất huyết đồ đang đứng trên không trung cười khẩy đột nhiên siết chặt tay phải bàn tay máu như cảm nhận được năm ngón tay cũng nhanh chóng khép lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng lâm nhất không hề hoảng loạn khí thế lặng lẽ tỏa ra từ trên người khi ngón tay sắp hoàn toàn khép lại hắn đột nhiên ra tay luồng khí xoáy màu vàng trói mắt trong người không ngừng xoay chuyển từng luồng linh nguyên thuần dương đang cô động không ngừng tập trung vào lòng bàn tay năm ngón tay siết chặt thành quyền Lâm Nhất đánh ra một quyền, âm um, quyền mang kéo theo sức lực hùng hậu mạnh mẽ đột nhiên nổ tung, lập tức làm cho huyết quang kia nổ tung theo. Huyết quang tan đi, Lâm Nhất lại xuất hiện một lần nữa, trên người hắn bộc phát khí thế đáng sợ, tựa như ánh mặt trời vừa lên, phát ra ánh sáng nóng bỏng và rực rỡ. Gió lớn nổi lên thổi bay tà áo của hắn, trên khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào nét mặt vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bịch bịch bịch, đệ tử của huyết vân môn chen ra từ trong đám người. Sau khi đáp đất, huyết đồ vung tay lên, bao vây lấy hắn là được, ta sẽ đích thân đối phó. Ta vẫn luôn tò mò không biết sốt cuộc ngươi là một người thế nào, chỉ là tiên thiên lưỡng khiếu đã khiến tông môn phát ra huyết sắc truy sát lệnh. Mới mấy tháng ngắn ngủi, nghe nói ngay cả mai tử họa cũng chịu thiệt thòi không ít dưới tay ngươi. Giọng nói của huyết đồ rất khàn, khiến người ta nghe thấy khó chịu lời nói bình thản nhưng ánh mắt của hắn ta khi nhìn lâm nhất tựa như yêu thú nhìn chằm chằm con mồi chứa đựng sự hưng phấn và tham lam người ra tay thử là biết thôi lâm nhất cười hờ hững giữa chân mày lộ vẻ sắc bén lạnh lùng dù người trước mắt mạnh thật nhưng thật sự ra tay hắn vẫn không hề thấy sợ thái độ đó khiến người xung quanh đều ngạc nhiên không ngờ lâm nhất lại có khí thế sắc bén như vậy đối mặt với huyết đồ có thủ đoạn đáng sợ đã sớm thành danh ở quận thanh dương mà lại không chút lùi bước oanh khí thế lặng lẽ lan ra trên người hai người một người trí cương trí dương tựa như ánh sáng mặt trời vừa mọc đường đường chính chính quang minh lỗi lạc một người vô cùng lạnh lùng phát ra huyết quang nồng đập hàn ý đáng sợ như băng xương màu máu không chỉ mâu thuẫn về lời nói mà cả khí thế của hai người cũng ở hai thái cực khác nhau Hai khí thế đáng sợ không ngừng tranh đấu trong vô hình, trong bầu không khí ngưng động, hai người lại không phân cao thấp. Ánh mắt mọi người sáng lên, không khỏi cảm thấy chờ mong. Xem ra cũng có chút thực lực đấy. Huyết đồ cười khẩy, người lóe lên như một luồng huyết quang, kề sát mặt đất lao về phía Lâm Nhất. Chương 308 Hai người các ngươi cùng lên đi. Thình thịch, mặt đất dưới sự tấn công khí thế cường hãn của hắn ta đã phát ra hàng loạt âm thanh bạo vang. Nhất thời cuồng phong gào thét, cát đá cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Đem theo khí thế khổng lồ, một tay huyết đồ nhanh như tia chớp hướng tới đỉnh đầu Lâm Nhất chộp xuống. Thế tấn công khủng bố, nhanh chóng và sắc bén. Thật độc ác. Ra tay đều là sát chiêu, ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, thuần dương công đỉnh phong viên mãn từ đan điền tuôn ra, quyền mang lập tức cháy lên rừng rực, đem theo lực đạo hùng hậu cương mãnh, hung hăng nghênh đón chiêu huyết thủ đó. Âm. Um vào khoảnh khắc hai quyền chạm nhau, linh nguyên dao động kinh người và khủng bố thổi quét bốn phương tám hướng. Advertisement Huyết đồ cười khẩy một tiếng, móng vuốt huyết sắc túm chặt lấy quyền mang của lâm nhất, tóm chặt không buông. Một cỗ khí tức âm hàn đem theo lực xuyên thấu cường đại giống như từng tia hàn băng huyết thích không ngừng thâm nhập vào trong cánh tay lâm nhất. Xuy suy cánh tay lâm nhất lập tức cảm nhận được một trận đau đớn, từng sợi hàn băng huyết thích đó giống như châm độc trong kinh mạch của hắn chút thủ đoạn này vẫn chưa đủ đâu. Lâm Nhất mỉm cười, thuần dương công đỉnh phong viên mãn đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo, kết hợp với linh nguyên của dung nham chi tâm bát phẩm, toàn lực sôi trào dâng lên, ầm ầm khởi động. Tựa như một dòng nham thạch bắt đầu phun trào, chấn vỡ toàn bộ chỗ hàn băng huyết thích kia. Advertisement, thình thịch. Vào khoảnh khắc khi Linh Nguyên thuần dương táo bạo dũng mãnh xâm nhập vào trong quyền mang, lập tức đánh bay huyết trảo của đối phương. Bất diệt kim cương ấn, Lâm nhất chợt quát một tiếng, vào sát na đánh lui đối phương, hai tay ngưng kết thành ấn ký kỳ quái. Luồng khí xoáy như mặt trời trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, khí thế trên người lâm nhất điên cuồng thu liếm với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khi luồng khí xoáy kim sắc khổng lồ đó ngưng kết tại một chỗ, hai tay lâm nhất đẩy mạnh một cái. Linh Nguyên thuần dương áp lực đến cực điểm với năng lượng tăng gấp 10 lần thuận theo khoảnh khắc Lâm Nhất đẩy hai bàn tay ra đã ẩm ẩm bạo nổ. Huyết diễm chảm đồng tử con người của huyết đồ co rút lại, thân sắc cực độ ngưng trọng, huyết quang trên người cuồng bạo, khí thế bạo tăng, nghênh đón bằng một kích huyết diễm chảm. Thình thịch, lưỡi đao sắc bén do huyết diệm ngưng kết lại chém lên cuộn sóng kim sắc thịnh nộ đó, nhưng không thể chém vỡ hết được. Lực đạo tàn dư vẫn cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, huyết đồ không thể không đánh trả, đánh ra từng quyền phá hủy lực đạo tàn dư này. Cỏ cỏ cỏ, lúc ra tay đã bị chỗ lực đạo này từng bước chấn lui. Mặc dù người không bị thương, nhưng giữa quần hùng hội tụ lại bị đánh lui ngay trước mắt mọi người, khiến sắc mặt của hắn ta tỏ ra cực kỳ khó coi. Đồng thời, xung quanh tiếng bàn tán cũng vang lên, trong mắt võ giả đang quan sát xung quanh lóe lên vẻ hưng phấn. Lâm nhất lại nằm ngoài dự đoán, chỉ mới ba chiêu đã đánh bay huyết đồ. Huyết đồ, với chút thực lực này của ngươi thì đừng ở đây làm mất mặt nữa, giao tên súc sinh này cho mai tử hỏa ta xử lý đi. Huyết đồ đang định phản kích, tìm lại thể diện, còn chưa phản ứng lại thì một đạo thân ảnh đã có chủ mưu trước từ trên trời hạ xuống, đem theo khí thế vô cùng bá đạo, lóe lên một cái đã tiến tới đánh về phía Lâm Nhất. Phá quân quyền Mai tử họa sớm đã nhìn thấy Lâm Nhất, sát ý trong lòng đã nổi dậy, vẫn luôn kiềm chế không ra tay, giờ lại thấy huyết đồ bị đánh bay, lập tức nắm lấy cơ hội, định giết chết Lâm Nhất ngay tại trận. Công pháp của Kim Diễm Tông nổi danh bá đạo cương mãnh có đi không về, chưa từng nương tay một khi hắn ta ra tay thì sẽ dùng chiến thành thực lực uy thế kinh thiên bạo phát ra khiến người ta vô cùng khiếp sợ lâm nhất không kịp đề phòng bị bước phải ninh chiến chớp mắt đã đánh hàng chủ quyền với đối phương thình thịch quyền mang của hai bên đều cứng rắn rúng động chiều nào đánh ra cũng khiến mặt đất xuất hiện vết nứt một hồi lâu sau trời đất nơi này dưới trận quyết chiến cương mãnh của hai người cũng khẽ rung chuyển khiến mọi người một phen kinh ngạc coi như đã có kiến thức sâu sắc về quyền pháp mạnh mẽ của Kim Diễm Tông. Xuất sinh, ngày đó không phải ngung cuồng lắm sao? Mai tử họa đánh ra từng quyền, hắn bế quan đã tu luyện được Kim Diễm quyết đến tầng thứ tư rồi, uy lực không thể sánh nổi, gần như sản sinh ra ưu thế mang tính áp đảo. Từng quyền đều khiến cho Lâm Nhất lùi về sau hơn 10 thước, Mai tử họa có thể nói là càng đánh càng hăng, khí thế trên người có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tăng vọt. Thần sắc Lâm Nhất lãnh đạm, đối phương đột nhiên ra tay, đánh cho hắn trở tay không kịp. Càng không ngờ được rằng Mai Tử Hỏa mất đi Long Vân Quả mà Kim Diễm Quyết vẫn tịnh tiến thêm được một bước, một khi không cẩn thận là sẽ chịu thiệt lớn ngay. Nhưng việc này cũng không có nghĩa rằng Lâm Nhất thật sự sẽ bại dưới tay hắn ta. Cương nhu tịnh tề. Lâm Nhất quát lớn một tiếng, cỗ nhu kình trong luồng khí xoáy kim sắc bị hắn hết sức điều động lên. Thình thịch. Dưới cương nhu tịnh tề, lực đạo không giảm, dư kình cũng không tiêu tan, đánh ra một quyền này lập tức giúp hắn ổn định lại bước chân, không còn lùi về sau nữa. Một cỗ dư kình đồng thời chấn động đến bên trong cơ thể của đối phương. Khóe miệng lâm nhất cong lên thành một nụ cười, lập tức trong lòng có tính toán. Quá cương thì dễ gãy, quá nhu thì vô lực, duy chỉ có cương nhu đồng đều mới là vương đảo. Thình thịch, đến khi lâm nhất ổn định lại bước chân, cương nhu tịnh tề mới đánh ra đúng hơn 10 chiêu, mai tử hỏa đã có chút không chịu nổi. Dưới sự chấn động của nhu kình của Lâm Nhất, khí huyết trong cơ thể hắn ta quay cuồng, lục phủ ngũ tạng không ngừng cuộn trào, cực kỳ khó chịu. Lại đánh ra thêm một quyền nữa, Mai Tử Hỏa khẽ biến sắc, không thể kiềm chế nhu kình đang dao động trong người thêm nữa, bị một quyền này của Lâm Nhất vỏn vẹn đánh bay hàng trăm mét rồi mới ẩm ẩm rớt xuống đất. Hắn ta chật vật rơi xuống đất phát ra âm thanh khổng lồ, thần sắc biến đổi, không dám hành động lỗ mãng điên cuồng áp chế nhu kình trong cơ thể. Huyết đồ, Mai tử họa liên tiếp ứng chiến khiến Lâm Nhất cũng cảm nhận được có chút không chịu nổi, nếu còn không dùng đến kiếm thì chỉ e sẽ không chống cự được bao lâu nữa. Giật mạnh áo choàng trên người xuống, hộp kiếm cổ ầm ầm chạm đất. Lâm Nhất nhìn hai người phía trước, một tay cầm hộp kiếm cổ, cười nhạo nói, nếu đã cùng không biết xấu hổ vậy thì cũng đừng khách sáo nữa, ta thấy hai người các người hay là cùng lên một lúc đi. Xôn sao? Hắn vừa dứt lời lập tức gây nên một làn sóng xôn xao, Lâm Nhất đang công khai khiêu khích hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của quận Thanh Dương. Nhưng vừa nãy hai người liên tiếp ra tay cũng quả thực không thể làm gì được Lâm Nhất. Sắc mặt của Mai Tử Hỏa và huyết đồ lập tức tỏ ra cực kỳ khó coi, hai người đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, vậy mà lại bị Lâm Nhất tu vi thấp hơn họ một khiếu đùa giỡn. Từ trước đến nay ở trong quận Thanh Dương chưa từng có chuyện thế này xảy ra. chương 309, Quang Minh Các xuất hiện. Tên Lâm Nhất này muốn làm gì? lại dám cùng lúc khiêu khích mai tử hỏa và huyết đồ có phải là quá ngông cuồng rồi không chưa hẳn suy cho cùng cũng là hai người mai tử hỏa và huyết đồ liên tiếp ra tay với hắn mới bước được hắn đến bước này ha 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 các ngươi xem sắc mặt của mai tử hỏa và huyết đồ đã tái đi rồi kia từng chàng âm thanh xôn xao bàn tán nổi lên khắp nơi trong đám người ai cũng không ngờ được lâm nhất lại kiêu ngạo như vậy ngươi muốn chết mai tử hỏa tức đến mức toàn thân run rẩy trong quận Thanh Dương chưa từng có ai dám coi thường hắn ta như thế. Advertisement Trong cơn lửa giận, hắn vỗ mạnh vào túi chữ vật. Một thanh cổ kích màu đen dài hai thước xuất hiện trong tay hắn ta. Thình thịch Mai tử họa một tay nắm chặt cổ kích, nện mạnh xuống mặt đất một cái, khí tức trầm trọng khiến mặt đất khẽ run rẩy phát ra âm thanh khổng lồ. Khí tức cổ xưa nặng nề tỏa ra từ thanh trường kích của hắn ta khiến mọi người cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Advertisement Đầu mũi nhọn của trường kích thiêu đốt một ngọn hắc viêm nhàn nhạt, nhạt, càng khiến người ta sợ hãi hơn. Huyền khí thượng phẩm ma viêm kích Trời ơi, Kim Diễm Tông lại giao ma viêm kích cho Mai Tử Họa. Đây có lẽ là bộ huyền khí thượng phẩm duy nhất trong tông môn của bọn họ. Thanh ma viêm kích này đã rất rất nhiều năm không hiện thân rồi. Kim Diễm Tông đúng là đặt quá nhiều kỳ vọng ở Mai Tử Họa. Khi thanh cổ kích màu đen đó xuất hiện đã lập tức khiến xung quanh kinh ngạc không ngờ lại là một thanh huyền khí thượng phẩm khi mọi người đang vô cùng kinh ngạc thì huyết đồ hừ lạnh một tiếng rút ra một sợi huyết cốt tiên chín sợi yêu cốt dứa máu huyết sắc từng khắc từng khắc hung hăng vung ra một âm thanh như tiếng sét đánh nổ vang giữa không trung lại thêm một bộ huyền khí thượng phẩm nữa huyết vân môn và kim diễm tông vì để hai người có được thu hoạch trong thanh dương giới mà đều đã giao huyền khí thượng phẩm của tông môn cho hai người họ nhưng ai biết được lâm nhất lại chẳng tỏ ra hoảng hốt chút nào toàn thân hắn nở rộ ra ánh huỳnh quang huyết sắc giống như một viên mỹ ngọc tuyệt thế tản phát ra ánh sáng yêu dị chói mắt một cỗ uy thế viêm ma từ trên người hắn xông thẳng lên trời tóc dài tung bay cực kỳ sắc bén cò chân phải lâm nhất đá lên hộp kiếm cổ thật mạnh hộp kiếm bay ngang trên không trung rồi ầm ầm mở ra trong màn cánh hoa tường vi ngập trời lâm nhất một thân huyết quang vươn tay ra cầm chặt lấy táng hoa kiếm thân kiếm như một làn thu thủy ra khỏi vỏ trong nửa năm bồi dưỡng thân kiếm kiếm quang lưu ly li cũng không hề yếu thế hơn huyết cốt tiên và ma viêm kích kia bao nhiêu lâm nhất cầm kiếm cười nói đến đi nhân lúc phong ấn thanh dương giới còn chưa khởi động giải quyết xong mối ân oán này cũng không tệ trên người hắn toát lên chiến ý vô tận lên tiếng hào hùng vạn trường nửa năm khổ tu trải qua nhiều lần sinh tử nếu như ngay đến dũng khí đối mặt với mai tử hỏa và huyết đồ cũng không có thì hắn cũng không cần tiếp tục đi trên con đường võ đạo này nữa. bầu không khí tại hiện trường lập tức ngưng kết lại, bất cứ ai cũng đều không ngờ được, sau khi mai tử hỏa và huyết đồ rút ra huyền khí thượng phẩm mà hắn vẫn dám nghênh chiến. nếu như người đã muốn chết thì ta cũng không ngại trước khi thanh dương giới mở ra thu dọn cái mạng chó của người. huyết đồ hừ lạnh một tiếng, trên người cũng bạo phát ra chiến ý ngập trời, tương đối tranh phong. đát đát đát, tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này, một đám người cưỡi tuấn mã thượng cấp sông thẳng vào đám người đến giữa trung tâm trận đấu. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi dẫn đầu phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần, thản nhiên cười nói, ha ha, ta nói hai người các ngươi đang làm gì vậy? Thật sự định ỷ đông hiếp yếu trước mặt hàng vạn người sao? Vinh quanh lắm ư, quang minh các, võ giả bốn phương hít ngược một ngụm khí lạnh, không ngờ đúng lúc then chốt thì người ngựa của quang minh các lại giết tới người cầm đầu đó chính là thiếu chủ của quang minh các minh diệp lâm nhất khẽ sững sờ không biết người của quang minh các đang diễn trò gì sắc mặt của mai tử hỏa và huyết đồ cùng lúc thay đổi lạnh lùng nói minh diệp người muốn làm gì minh diệp xuống ngựa hai tay khoanh trước ngực cười híp mắt lại nói không làm gì cả chỉ muốn xem các ngươi vô liêm sỉ thế nào để học hỏi chút đợi vào trong thanh dương giới rồi nói không chừng lại có tác dụng sao còn chưa ra tay đi ha ha Dùng đến cả huyền khí thượng phẩm rồi à, đúng thật là được mở mang tầm mắt. Minh Diệp đột nhiên xuất hiện và cả đoàn người ngựa sau lưng hắn ta khiến Mai Tử Hỏa và huyết đồ đều cảm thấy có chút bực bội. Đến khi nghe hắn ta nói xong thì sắc mặt đã tối sầm lại, ngay đến hận ý đối với Lâm Nhất cũng đã giảm đi chút. Nếu như có thể thì hiện tại muốn giết chết tên Minh Diệp này ngay tại chỗ. Tên khốn này nói năng quá đê tiện, biết rõ hai người đều là những kẻ tâm cao khí ngạo từng từ từng chữ đều chạm đến thực hạn của họ. Vừa ngầm ý vừa rõ ràng mắng hai người bọn họ không biết xấu hổ. Giết một tên vô dụng, ta không cần phải liên thủ với người khác. Sắc mặt mai tử họa lạnh lùng, rồi thu ma viêm kích lại, quay người trực tiếp bỏ đi. Nhưng huyết đồ thì ánh mắt lại lập lè, không muốn từ bỏ như vậy. Ân oán giữa huyết vân môn và lâm nhất không phải là tư thù như giữa lâm nhất và mai tử họa, đã liên quan đến thể diện của cả tông môn rồi. Huyết đồ quay đầu lại nhìn thì thấy mấy vị trưởng lão của huyết vân môn đứng phía sau sườn núi đều khẽ lắc đầu. Thanh dương giới sắp khởi động rồi, không thể dễ dàng xảy ra mâu thuẫn với quang minh các được. Minh Diệp, cứ chờ đi, ta xem người có thể bảo vệ hắn được đến lúc nào. Sứt lời, hắn ta dắt theo đệ tử của huyết vân môn rời khỏi đó. Bộ dạng của Minh Diệp rõ ràng cho thấy phải bảo vệ bằng được lâm nhất, nếu như hắn ta cố chấp khăng khăng làm theo ý mình thì sẽ chỉ gây nên đại chiến giữa hai tông môn mà thôi. chương 310, Lăng Tiêu kiếm các. Kết quả chắc chắn sẽ là hai bên cùng thiệt hại, không muốn rút lui cũng không được. Keng! Lâm nhất thu kiếm vào vỏ, tản mắt đi viêm ma chiến thể trên người, nhìn về phía Minh Diệp, không hiểu hỏi, Minh Công Tử, tại sao lại giúp ta như vậy? Cho dù ta không ra tay, với viêm ma chiến thể hoàn mỹ của ngươi cũng hoàn toàn có thể tự bảo vệ được tính mạng đúng không? Minh Diệp không trực tiếp trả lời, cười hi hi hỏi ngược lại. Nói cũng không sai, Lâm Nhất tự hỏi, trong đám đông mờ mịt này, tạo thành một đám hỗn loạn rồi từ đó rút lui thì cũng không khó. Advertisement. Cho nên, ta tặng ngươi một ân tình tiện tay cũng có gì đâu. Đến thanh dương giới rồi nếu như Quang Minh Các có chỗ nào cần giúp đỡ thì mong Lâm Huynh Đệ có thể chiếu cố chiếu cố, Minh Diệp mắt sáng như đuốc, trầm giọng cười nói đối phương đã nói thẳng đến mức vậy rồi, Lâm Nhất cũng không tiện từ chối, trong lòng cười khổ, chắp tay nói quá lời rồi, giúp đỡ lẫn nhau. Nói cho cùng, Minh Diệp vẫn là nhìn ra hắn có giá trị tiềm lực đáng thu hút nên mới ra tay tương trợ. Nếu đã vậy thì cũng không cần phải nghĩ nhiều, ít nhất tạm thời hai người không có xung đột lợi ích gì cả. Advertisement một trận chiến vốn tinh thiên động địa với sự nhúng tay vào của Quang Minh các lại kết thúc như vậy, khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc thậm chí có người còn chỉ mong trận đại chiến này tốt nhất nên đánh đến mức ngươi sống ta chết. Như vậy thì vào trong di tích viễn cổ trong Thanh Dương giới cũng có thể giảm bớt đi vài đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Hai tên này lại mang theo cả huyền khí thượng phẩm tới, lẽ nào nhất định cho rằng có thể mang được bảo khí ra sao? Đến khi Mai Tử Hỏa vào huyết đồ đi xa, nụ cười trên gương mặt Minh Diệp mới thu lại, thần sắc có chút ngưng trọng nói. "Bảo khí?" Lâm Nhất tỏ ra ngờ vực, có hơi không hiểu. Minh Diệp cười nói, "Bảo khí là bí bảo mạnh hơn so với huyền khí, hiện nay Tam Đại tông môn ở trong quận Thanh Dương không ai có bảo khí." "Bảo khí chỉ cần có thể thôi phát ra một phần 10 uy lực thì đến cường giả Tiên Thiên thất khiếu cũng phải bước lui." "Nhưng dường như vẫn chưa từng có ai lấy được bảo khí ra từ trong Thanh Dương giới." Một vị lão giả bên cạnh lắc đầu thở dài nói, "Với thực lực của võ giả Tiên Thiên muốn đem bảo khí ra thì vẫn quá khó khăn." Lâm Nhất có chút đăm chiêu, Nghe hai người nói thì trong thanh dương giới chắc chắn có bảo khí tồn tại. Chỉ là quá khó lấy ra, cũng không biết tại sao. Ánh mắt nhìn về phương xa, khí tức trên hai pho tượng đá cổ xưa trước sơn cốc vẫn cuồn cuộn vô biên. Vô số người cũng giống như Lâm Nhất, đều đang trông ngóng. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, trước khi phong ấn thanh dương giới khởi động thì khí tức trên thân pho tượng sẽ không có bất cứ sự suy yếu nào. Nhìn dị tượng trên trời cũng có thể đoán được phong ấn sắp mở ra rồi nhưng rốt cuộc là sau một canh giờ hay hai canh giờ thì vẫn không thể biết được. Xôn sao? Đúng lúc mọi người đang vật vã chờ đợi phong ấn mở ra thì trên bầu trời cánh đồng hoang phương Bắc đột nhiên truyền đến một cỗ kiếm thế kinh thiên. Cách hàng vạn thước vẫn khiến mọi người cảm nhận được. Kiếm thế mạnh quá. Lâm nhất thân là kiếm khách, sắc mặt chợt thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn. Chờ thấy trên bầu trời phía Bắc cách vạn thước, Mây vần vũ giống như một tấm lụa vải bị một cỗ kiếm thế cương trực chém ra thành hai mảnh, không ngừng lan ra. Phía dưới tầng mây là hơn 10 con kiếm điêu sắc bén mạnh mẽ, chờ một đám người lăng không mà đi. Kiếm thế khủng bố được bạo phát ra từ chính đám người này. Người của lăng tiêu kiếm các đến rồi, trên mặt Minh Diệp lộ ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có, trầm giọng nói. Lăng tiêu kiếm các, một trong tứ đại tông môn đứng đầu đại tần đế quốc, lâm nhất lập tức trở nên có chút kích động. Kiếm điêu, được ví là yêu thú tiên thiên nổi danh sắc bén như kiếm, ngông nghênh khí khách. Tuổi thọ không quá 10, nhưng một khi qua được 10 tuổi thì sẽ có thể sinh trưởng thành yêu thú cấp độ huyền võ. 10 năm thọ nguyên đối với yêu thú mà nói chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, thoáng cái đã trôi qua, nhưng đối với kiếm điêu mà nói thì lại là toàn bộ cuộc đời của nó. Một khi trôi qua 10 năm, hoặc là chết, hoặc là nhất phi trùng thiên, hóa thân thành yêu thú cảnh giới huyền võ khủng bố. Loài yêu thú cứng cỏi như vậy trong cả đại tần đế quốc chỉ có một tông môn mới có thể điều khiển được. Nhìn thấy kiếm điêu thì chỉ có thể nhắc đến tên của một tông môn, lăng tiêu kiếm các tông môn dùng kiếm lập phái duy nhất trong tứ đại tông môn siêu Việt ở đại tần đế quốc. Trong tông môn, ai ai cũng là nhân tài kiệt xuất dùng kiếm, thiên phú dị bẩm, tư chất siêu quần. Đây chính là thánh địa trong lòng của tất cả kiếm khách trên khắp đại tần đế quốc, có địa vị tột bậc. Lâm nhất nuôi trí nhất định phải gia nhập vào tứ đại tông môn, đương nhiên cũng có biết về lăng tiêu kiếm các. Nhìn thấy đàn kiếm điêu trên trời lập tức có chút lâng lâng cảm xúc dâng trào. Trong tứ đại tông môn siêu Việt bao gồm lăng tiêu kiếm các, hỗn nguyên môn, huyền thiên tông, ma nguyệt sơn trang, nơi mà lâm nhất hướng tới nhất chính là lăng tiêu kiếm các. Khi đàn kiếm điêu này xuất hiện ở đường chân trời, ánh mắt của mấy vạn người có mặt tại đó lập tức chuyển từ pho tượng trước cửa sơn cốc sang, cũng giống như lâm nhất, chăm chú nhìn nhóm người trên trời này. Hồn hền, chợt thấy từng con kiếm điêu thẳng lắp lao xuống dưới, mang theo sự sắc bén mạnh mẽ lao vút xuống. Từ độ cao vạn thước trên trời nháy mắt đã hạ xuống, tựa như từng đạo sấm sét tia chớp. Kiếm điêu càng tới gần, kiếm thế càng phát ra khiến người ta cảm thấy e sợ, không khí tựa như trong nháy mắt trở nên sắc bén. Siêu siêu siêu, trên lưng kiếm điêu từng đạo thân ảnh ầm ầm nhảy xuống. Ai ai cũng lưng đeo kiếm, cơ thể thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tựa như thương thép đứng vững trên mặt đất kiếm thế xé toạc bầu trời vừa nãy toát ra từ chính trên người đám người này, loại khí phách đó có thể nói là kinh hãi thiên nhân. Chỉ dựa vào kiếm thế đã đâm toạc mây xanh, có thể thấy thực lực của bản thân họ mạnh đến cỡ nào. Nhưng người khiến người khác chú ý nhất vẫn là người hạ xuống trước kia. chương 311, lần lượt xuất hiện. Người nọ mặc áo trắng, tóc dài xóa tung đong đưa theo gió, thoải mái tự tại, dáng người cao lớn, hai tay chắp sau lưng, khác biệt rõ rệt nhất với những đệ tử kiếm các khác là hắn ta đeo một chiếc hộp đựng kiếm. Diện mạo khôi ngô, tuấn tú kết hợp với vẻ sắc xảo giữa hai đầu lông mày tạo nên khí chất như kiếm, dịu dàng như ngọc. Điều đáng sợ nhất là hơi thở của hắn ta đã mơ hồ đạt tới cảnh giới tiên thiên thất khiếu. Tiên thiên thất khiếu. Advertisement. Lâm nhất khẽ giật mình, tuổi của người này cùng lắm chỉ hơn hắn một, hai tuổi, nhưng tu vi đã đạt tới tiên thiên thất khiếu nghịch thiên, quả thật khiến người ta khó mà tin nổi. Thấy Lâm Nhất thốt lên kinh ngạc, Minh Diệp cười nói, không phải bây giờ hắn mới tới Tiên Tiên thất khiếu đâu, một năm trước hắn đã đạt đến cảnh giới này. Nếu muốn, hắn có thể đột phá huyền quan bất cứ lúc nào, cảnh giới huyền võ mà người thường khó với tới, nhưng với yêu nghiệt ở đẳng cấp như họ lại là một điều rất dễ dàng, chẳng khác nào thò tay vào túi lấy đồ cả. Nghe vậy, Lâm Nhất bỗng chấn động, ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao hắn không đi bước này? Minh Diệp giải thích, nghe nói là để tích lũy, tiên thiên thất khiếu là nền tảng nhục thể. Nghe đâu nếu có thể luyện thất khiếu đến độ hoàn mỹ nhất, lúc đột phá huyền quan có thể hóa thành thần thể thượng cổ. Dù không hóa thành thần thể, những tích lũy lớn lao này cũng là món tài sản quý giá khi đạt tới cảnh giới huyền võ, có thể được lợi cả đời. Advertisement Ông lão tóc trắng hình như có cảnh giới huyền võ của Quang Minh các khẽ thở dài, chuyện này người thường không cần nghĩ, nhân tài tầm thường cũng đừng nghĩ, chỉ có yêu nghiệt chân chính mới có tư cách làm như vậy. Nếu người thường học theo thì có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ, cả đời không thể đột phá huyền quan. Minh Diệp nhìn người nọ, nhưng với Bạch Lê Hiên, hắn hoàn toàn có tư cách này, không ngờ lăng tiêu kiếm các lại do hắn dẫn đầu. Ở sườn núi khác, Mai Tử Hỏa và Huyết Đồ đều nhìn Bạch Lê Hiên bằng ánh mắt thán phục. Ngay cả quận Thanh Dương hẻo lánh, ba chữ Bạch Lê Hiên cũng rực rỡ lóa mắt, ít người không biết. Phóng tầm mắt ra khắp nước Đại Tần, người này cũng thuộc nhóm yêu nghiệt nổi bật nhất trông hắn ta vẫn bình tĩnh không hề lúng túng khi đối mặt với những lời trầm trồ thán phục cái nhìn chăm chú từ xung quanh bạch lê hiên đưa mắt nhìn về phía hai pho tượng cổ xưa khí thế ngạo nghễ lặng lẽ toát ra từ hắn ta ánh mắt lâm nhất dần khôi phục như cũ tâm trạng cũng bình tĩnh lại với hắn yêu nghiệt như bạch lê hiên chỉ có thể tạm thời ngước mắt nhìn nhưng hắn không hề khúm núm ý chí chiến đấu lặng lẽ dâng lên trong lòng rồi biến thành một ngọn lửa, âm thầm nảy mầm. Mai tử hỏa và huyết đồ có vẻ bị lu mờ khi so sánh với người này. Thái độ kiêu ngạo của Lâm Nhất trước đó cũng thu hồi, núi cao còn có núi cao hơn. Quận Thanh Dương mà hắn thấy chỉ là một phần nhỏ của nước đại tần này thôi. Âm, uhm, vào lúc này, hai luồng khí thế kinh thiên động địa xuất hiện trên bầu trời, tiếp đó có một chiếc thuyền lầu bay tới, cờ xí theo hình mặt trăng tím đang dâng lên treo ở mũi thuyền bay phấp phới giữa không trung. Ma Nguyệt Sơn Trang Nhìn thấy lá cờ xí, mọi người lập tức đoán được lai lịch của chiếc thuyền này, đó là Ma Nguyệt Sơn Trang, một trong tứ đại tông môn. Nếu nhắc tới Ma Nguyệt Sơn Trang, lai lịch của họ còn đáng sợ hơn cả lăng tiêu kiếm các. Theo lời đồn, truyền thừa của Ma Nguyệt Sơn Trang đến từ một vùng đất thánh cổ xưa ở huyền hoàng giới, có thể coi như là một chi của vùng đất thánh cổ xưa này. Ma Nguyệt Sơn Trang cũng là tông môn bí ẩn và ít xuất hiện nhất trong tứ đại siêu nhiên tông môn. Tác phong làm việc của họ luôn kỳ quái, hầu hết các đệ tử đều độc lai độc vãng, ít tiếp xúc với người khác. Chiếc thuyền nghênh ngang đáp xuống lối vào đâu đó gần pho tượng. Vị trí có lợi đó đã bị thế lực khác giành trước, nhưng khi thấy thuyền của Ma Nguyệt Sơn Trang, thế lực giành trước lập tức biến sắc, rối rít rút lui, không dám ở lại nữa. Người trên thuyền chưa xuống dưới. Nhưng nam tử áo tím đứng ở mũi thuyền đã khiến người ta phải nhìn lên. Tu vi của hắn ta cũng là tiên thiên thất khiếu giống Bạch Lê Hiên. Hắn ta mặc bộ quần áo màu tím lộng lẫy, tay cầm quạt xếp, mang lại cho người ta cảm giác vừa chính vừa tà, vô cùng khó đoán. Từ Tuyết Y, tên này cũng đến rồi. Minh Diệp biến sắc, trông hơi mất tự nhiên, trước đó nhìn thấy Bạch Lê Hiên đâu thấy người có thay đổi thế này. Điều này làm cho Lâm Nhất cảm thấy tò mò, không biết hắn ta đang có ý định gì. Oanh oanh oanh. Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên liên hồi dưới mặt đất, một nhóm cao thủ với hơi thở đáng sợ cưỡi dị thú khổng lồ lao tới. Tất cả họ đều xăm hình giống nhau, ai cũng cực kỳ mạnh. Đặc biệt là những con dị thú mà họ cưỡi, hơi thở hung thú thượng cổ của chúng nó khiến ngựa của các võ giả xung quanh bị kinh động. Người của vương gia, một trong tứ đại tông tộc. Chương 312 vào thanh dương giới. Châu, Vương, Lâm, Lý là tứ đại tông tộc của nước Đại Tần, truyền thừa mấy nghìn năm, xuất hiện cùng thời gian với đế quốc. Trong nước Đại Tần, ngoài vương thất, gốc gác và thực lực của bốn gia tộc này là đáng sợ nhất, đều có thực lực phong hầu một phương. Bọn họ là lợi thế để hoàng thất đối kháng với bốn tông môn lớn, bá chiếm một phương ở đế quốc, hưởng thụ lợi ích vô tận, địa vị hơn người. Sắc mặt Minh Diệp hơi mất tự nhiên hắn ta nói, chẳng lẽ bị lộ tin tức rồi. Lúc trước phong ấn thanh dương giới mở ra, bốn tông bốn tộc có một nhà đến đã là đặc biệt lắm rồi. Lần này lại có tới ba nhà đến, Ma Nguyệt Sơn Trang và Lăng Tiêu Kiếm các còn phái ra đệ tử tiên thiên xuất sắc nhất đến dẫn đội. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ông lão tóc bác của Quang Minh các nhẹ giọng nói. Minh Diệp cau mày, lắc đầu nói ta không tin đây là trùng hợp, tính đến trường hợp tệ nhất đi. Chuyện hai người bàn vô cùng bí mật, Lâm Nhất không biết đầu đuôi, cũng không nghe rõ. Lúc này, hắn tập trung nhìn vào đám võ giả cưới dị thú của vương gia. Advertisement. Khi thấy một người, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Vương Ninh. Ở giữa đám võ giả của vương gia, vương Ninh tựa như ánh trăng được ngôi sao vây quanh, ngồi ngay vị trí quan trọng nhất. Vênh váo nghênh ngang, thái độ kiêu căng, khí chất trên người hoàn toàn khác lúc ở Thanh Vân Môn. Nhưng Lâm Nhất vẫn nhận ra được khuôn mặt đó. Advertisement. Nhớ tới cảnh trước khi hồng lão chết trong tẩy kiếm các ngày đó, Lâm Nhất hơi mất khống chế làm sát khí tản ra từ trên người. Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại được gặp đối phương vào ngày thanh dương giới mở ra. Bây giờ hắn ta đã trở thành dòng chính của vương gia, một trong tứ đại tông tộc rồi. Sao thế, nhìn thấy kẻ thù à, Minh Diệp cười hỏi nhỏ. Lâm Nhất bình tĩnh cười đáp, chưa tính là kẻ thù. Dù trong lòng vô cùng căm hận, nhưng lúc này cũng không thể biểu hiện ra tứ đại tông tộc là những thế gia có địa vị hơn người ở nước đại tần thậm chí không cần bọn họ lên tiếng vẫn có rất nhiều người chịu bán mạng vì bọn họ nếu để người khác biết hắn có thù với dòng chính của vương gia thì sẽ không đơn giản như đắc tội huyết phân môn nữa minh diệp nhẹ giọng nói ta có một giao dịch người có làm không lâm nhất nhướng mày giao dịch gì minh diệp đưa mắt nhìn một vòng xung quanh sau đó mới nói bây giờ vẫn không phải lúc đợi vào thanh dương giới rồi nếu ngươi có thể sống sót đến lúc đó ta sẽ nói với ngươi lâm nhất hít mắt dường như minh diệp này biết một vài bí mật của thanh dương giới minh công tử thật biết cách khiến người khác tò mò minh diệp không phủ nhận cười khẽ trong thanh dương giới nguy hiểm trùng trùng nếu chỉ mấy ngày đầu mà ngươi cũng không kiên trì được thì đương nhiên ta không cần thiết phải nói với ngươi nhưng xem tình huống bây giờ ta có thể đi tới một bước kia hay không cũng khó nói lắm. Minh Diệp thở dài, trầm ngâm nói, mong là đừng có người nào của tứ tông tứ tộc đến nữa. Thời gian trôi qua, không biết từ bao giờ, mặt trời chói trang biến thành ánh chiều tà, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời. Có lẽ là lời cầu khấn của Minh Diệp thật sự có hiệu quả, nhân vật lớn của tứ tông tứ tộc không xuất hiện nữa. Nhưng phong ấn của thanh dương giới vẫn không có dấu hiệu mở ra, khiến mấy chục nghìn võ giả trên cánh đồng hoang vô cùng nôn nóng vù vù. Vào lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn, một thiên địa chợt dao động một cách khác thường, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được. Trong không khí có một lực lượng cổ xưa tang thương đang lan tràn trong vô hình. Gợn sóng đan xen khiến người khác khó hiểu không ngừng xuất hiện trên không trung. Âm âm, hai pho tượng cao đến nghìn trượng ngoài hang động đột nhiên chuyển động. Mỗi pho tượng nâng lên một cánh tay, cánh tay mang theo lực lượng viễn cổ minh mông, hai bàn tay đụng mạnh vào nhau phong ấn mở rồi. Oanh! Khi hai bàn tay đá lớn chạm vào nhau, một tiếng vang động trời lập tức xuất hiện. Linh quang trói mắt bộc phát ra từ hai bàn tay, tựa như mặt trời thiêu đốt. Âm ầm Mặt đất trong phạm vi trăm dặm không ngừng rung, đất đá tung bay làm cắt bụi đầy trời, khiến người ta không thể mở mắt. Bầu trời phủ đầy mây đen, trùng trùng điệp điệp, khiến bầu trời trở nên mờ tối. Tầng mây cuồn cuộn vô cùng vô tận, tựa như duỗi tay một cái là có thể chạm vào linh khí ẩn chứa trong không khí bắt đầu vặn vẹo trở nên hỗn loạn khiến người ta khó mà hấp thu linh lực trước dị tượng thiên địa khí thế đáng sợ tất cả mọi người trở nên quá nhỏ bé tất cả đều khom người nằm xuống đất không dám chống cự lâm nhất híp mắt nhìn trong sự hỗn loạn này mấy người lăng tiêu kiếm các vẫn đứng thẳng như cây giáo tựa như những thanh kiếm sắc bén không thể bẻ cong đặc biệt là bạch lê hiên dẫn đầu hắn ta đối diện với cuồng phong và linh áp này, dường như muốn lĩnh ngộ điều gì từ hai bức tượng cổ kia. Từ tuyết y trên lầu thuyền cũng đứng ngẩng đầu như thế, đưa mắt nhìn thẳng vào linh quang sáng chói kia. Đám cao thủ của vương gia thì trốn ở sau lưng man thú, không phải chịu áp lực to lớn như những người khác. Đám yêu nghiệt này, lâm nhất thầm tặc lưỡi, không biết rốt cuộc những người này lấy đâu ra tự tin. Có lẽ đây chính là tứ đại siêu nhiên tông môn, chắc hẳn sẽ có chỗ không tầm thường hơn những võ giả khác. Cũng may sự hỗn loạn này không kéo dài quá lâu, nếu không mọi người đều không còn sức mà đi vào thanh dương giới. Khi linh quang trói mắt giữa hai bàn tay của hai pho tượng biến mất, một vòng xoáy mang theo hơi thở viễn cổ xuất hiện. Nơi đó chính là lối vào của tiểu thế giới thanh dương. Vèo vèo, chương 313 cát chảy. Vào khoảnh khắc lối vào vừa xuất hiện, hai bóng người gần như đồng thời bay lên trời, lao vào giữa vòng xoáy kia. Hai người đó chính là Tư Tuyết Y và Bạch Lê Hiên, ở phía sau là đệ tử của tông môn bọn họ. Vụt vụt, sau đó có vô số người bay lên trời, che phủ cả bầu trời, tất cả đều xông đến lối vào thanh dương giới. Lâm huynh đệ, người định mang con ngựa này vào luôn sao? Minh Diệp nhìn huyết long mã đã để lộ hình dạng thật, hứng thú hỏi. Advertisement, thử xem sao. Lâm nhất nhìn độ cao của vòng xoáy kia, chắc khoảng gần trăm trưởng có thể dẫn huyết long mã vào đương nhiên là tốt nhất. Minh Diệp hâm mộ nói, yêu thú ngoại giới không thể phi hành trong di tích viễn cổ, nếu huyết long mã này có thể tiến vào chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Chắc cũng không có bao nhiêu thú cưới có thể ngăn cản áp lực của vòng xoáy kia. Trong lúc nói chuyện, đại đội người ngựa của Quang Minh Các đã chuẩn bị xong. Minh Diệp không nói thêm với Lâm Nhất nữa, chắp tay bảo ta đi trước một bước, gặp lại sau. Advertisement Lâm Nhất hơi ngẩn người, phát hiện ông lão áo xám hắn vẫn luôn chú ý cũng đi theo cùng. Thế có nghĩa là ông ta không phải cao thủ cảnh giới huyền võ. Thanh dương giới chỉ có võ giả tiên thiên mới có thể tiến vào, những võ giả cảnh giới khác dám xông vào thì sẽ chết chắc. Bán bộ huyền quan sao? Lâm Nhất thầm nói trong lòng, người như vậy tiến vào thanh dương giới không an toàn lắm. Không cẩn thận sẽ chết ở lối vào vòng xoáy, rất nguy hiểm. Quang minh các mạo hiểm như vậy cũng không biết là định làm gì. Mà thôi kệ đi, mình cũng phải đi vào. Người mạo hiểm trên cánh đồng hoang đã đi vào được một nửa. Còn đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ sẽ lãng phí thời gian thôi. Lâm nhất tìm một cái đồi ở gần vòng xoáy, thúc ngựa phi nhanh về phía vòng xoáy chỗ hai pho tượng cổ, không ngừng tăng tốc. Trong lúc chạy nước rút, bốn vó cổ huyết long mã cũng cháy lên huyết diễm nhàn nhạt, nhạt. Sừng ở giữa chán có tia chấp xuất hiện lúc đến gần nó chợt nhảy lên một cái huyết long mã xông lên từ dưới mặt đất bay về phía vòng xoáy sau khi đến gần mới phát hiện vòng xoáy lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều nó hút thẳng một người một ngựa vào trong khi vừa vào trong vòng xoáy lâm nhất lập tức cảm nhận được một lực lượng cuồng bạo rơi lên người mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực lượng này ném mạnh ra ngoài một người một ngựa lập tức bị tách ra rơi xuống đất như bao cát Lúc sắp rơi xuống đất, Lâm Nhất vỗ một cái xuống, dưới sự dao động của lực lượng, thân thể lảo đảo một lát mới đứng vững lại được. Ầm ầm. Mấy võ giả bên cạnh không biết là thực lực quá thấp hay quá sơ ý, bị ngã xuống trọng thương, đau đớn như chết đi sống lại dưới đất, không ngừng kêu thảm thiết. Một kỳ ngộ tốt còn chưa bắt đầu đã kết thúc như thế. Huyết Long Mã. Lâm Nhất đưa mắt nhìn về phía xa, mới nhìn thấy Tiểu Hồng chờ mình đứng dậy trên đỉnh núi xa xa. Huyết Long mã da dày thịt béo, không bị thương gì, không cần quá lo lắng cho nó, ở nơi này, nó có ưu thế tốc độ mà các võ giả khác khó có được. Nếu có rắc rối mà cả nó cũng không tránh được, thì chắc chắn Lâm Nhất cũng phải bó tay, chỉ là tạm thời tách nhau ra thôi. Còn định nhờ ngươi giúp một tay nữa mà. Lâm Nhất không nhìn nữa, bất đắc dĩ cười một tiếng, bắt đầu quan sát nơi này. Đây là một vùng đất trống trải vô tận, tràn ngập hơi thở cổ kính tang thương còn trông hơi đổ nát hoang vu. Trong tầm nhìn có không ít người đang tò mò quan sát xung quanh giống hắn. Lâm nhất đăm chiêu nhìn võ giả tiên thiên ở khắp nơi, có lẽ mọi người đều bị đưa tới những nơi khác nhau. Có vài người xui xẻo bị ném lên trên núi đá sắc nhọn, chết ngay tại chỗ. Còn thê thảm hơn mấy người bị thương nặng xung quanh. Không phải tiểu thế giới này là di tích của tông môn viễn cổ ư. Sao hoàn toàn không cảm nhận được. Thật xui xẻo, chúng ta bị ném quá xa, e rằng chỗ này còn không tính là vùng gì ấy chứ. Phải tranh thủ thôi, nếu còn chậm trễ e rằng báu vật trong di tích đã bị người ta cướp sạch rồi. Mấy người xung quanh mắng mấy tiếng, sau đó chạy nhanh đi. Những bóng người lướt ngang qua người hắn lao nhanh về phía trước. Lâm nhất cao mày, tùy tiện như thế mà được à. Xoạt, hắn chỉ vừa thầm nghĩ vậy, mặt đất chợt rung lên, một vùng cát chảy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mấy người vừa chạy được hơn nghìn mét lập tức rơi vào trong cát chảy, không ngừng kêu thảm thiết. Thân thể bọn họ không ngừng lún xuống, trong cát chảy vang lên tiếng sột soạt, tựa như có thứ gì đang nhai nuốt thịt của bọn họ. Chẳng mấy chốc, mấy người cứ thế biến mất, chết không còn xác. Vùng cát chảy lại trở thành đất bằng, chỉ còn lại vết máu nhạt nhàn cho thấy vừa nãy mấy võ giả vẫn còn sống. Là yêu thú có thể khống chế cát chảy à? chương 314, tìm kiếm. Thế giới bên ngoài có rất nhiều thú giữ sở hữu năng lực khống chế cắt chảy, chỉ là cảnh tượng trước mắt quá đáng kinh ngạc, khiến sắc mặt lâm nhất hơi thay đổi. Không thể chủ quan. Nếu như mấy người trước đó tháo chạy ngay khi cảm thấy có điều bất thường thì sẽ không có chuyện gì rồi. Bảo bối có tốt đến mấy đi nữa thì cũng phải có mạng mới hưởng được. Lâm nhất định thần lại, bước về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh, lúc thấy mặt đất hơi mềm thì liền nhón chân, hắn bay ra ngoài sau khi chạy thật xa thì hắn mới quay người lại nhìn mặt đất đang dần sụt lún. soạt lúc cát lún thành hình thì một con thằn lằn màu xám với khí tức hung hãn và lạnh lùng bò đội cát thỏ đầu ra, nhìn Lâm Nhất chằm chằm bằng đôi mắt sáng choang màu đỏ máu. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh. Advertisement, chỉ cần con yêu thú này dám chạy ra khỏi phạm vi cát chảy thì hắn sẽ lập tức giết nó ngay. Yêu thú ở đây đều có huyết mạch viễn cổ, hầu hết đều có nội đan rất nhiều người của thế giới bên ngoài dành nhau mua nội đan của yêu thú thanh dương giới, biến thành tình trạng cung không đủ cầu. Đối đầu một lúc lâu, con thần lần cẩn trọng thụt về mà không phóng ra. Đáng tiếc, Lâm Nhất Thầm nói trong bụng, quay lưng, tiếp tục đi về trước. Advertisement là một thế giới nhỏ tồn tại độc lập, thanh dương giới cực kỳ rộng lớn, Lâm Nhất không may bị vứt ở vùng ven, đi gần 2 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn không nhìn thấy gì chỉ tông môn viễn cổ ở đâu, không gian tràn ngập không khí cổ kính, liên miên không ngớt. Lâu dần không khí này sẽ khiến người ta có cảm giác ức chế, dường như cả không gian đều đang thì thầm một câu chuyện cũ đầy bi thương. Suốt dọc đường đi hắn đã gặp không ít yêu thú, nhưng toàn bộ đều không xảy ra sóng gió gì, không gây rắc rối gì cho Lâm Nhất mà ngược lại còn giúp hắn lấy được một vài yêu đan khá tốt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài loại quả lạ hiếm khi được ở thế giới bên ngoài khiến rất nhiều võ giả tranh nhau. Nhưng Lâm Nhất thì không hứng thú lắm, hắn khá mong chờ có thể lấy được ít công pháp ở Di chỉ Viễn Cổ. Còn về kỳ hoa dị thảo thì ít nhất phải trên 500 năm tuổi mới có thể khiến hắn động lòng. Hai ngày sau, Lâm Nhất dừng lại nghỉ ngơi trên một sườn núi. Suốt dọc đường hắn phải luôn cẩn thận, cảnh giác từng phút từng giây, còn đánh nhau liên tục mấy trận. Cộng thêm áp lực vượt quá mức bình thường của thanh dương giới khiến hắn có chút mệt mỏi. Sắp đến gần Di chỉ tông môn viễn cổ rồi nên Lâm nhất định nghỉ lại đó một lúc. Đến khi trở lại trạng thái đỉnh cao thì hắn sẽ chính thức bước vào di chỉ để tìm kiếm. Dù đang nhắm mắt điều hòa nhịp thở thì Lâm nhất vẫn không dám lơ là, phải luôn luôn giữ tỉnh táo. Xoạt. Sau nửa tiếng đồng hồ, Lâm nhất đã bị đánh thức khỏi trạng thái tu luyện bởi một tiếng ồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đàn quạ đen lớn trên bầu trời, bay ngang qua đầu hắn. Hắc Hỏa Nha hắc hỏa nha không phải là loại yêu thú quá hiếm gặp, chúng chỉ ăn thịt thối giữa, chuyên ăn xác của yêu thú, âm khí trên người rất nặng. Thực lực của một con hắc hỏa nha không vượt quá tiên thiên tứ khiếu, có thể thực lực của hắc hỏa nha ở thanh dương giới sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng chắc chắn nó cũng sẽ không quá mạnh, điều rắc rối là giờ có cả đàn hắc hỏa nha, vừa đông lại có thể bay, gần như là không có đối thủ. Nhiều hắc hỏa nha như thế, lẽ nào có yêu thú to lớn nào chết rồi sao? Lâm Nhất giật mình, hắc hỏa nha rất nhạy với mùi xác chết. Nhiều hắc hỏa nha bay đến như vậy thì chứng tỏ yêu thú đã chết đủ cho cả ngàn con ăn. Lâm Nhất tưởng tượng ra cảnh mấy ngàn con hắc hỏa nha cùng lúc sâu xé xác yêu thú trong đầu thì bỗng thấy dùng mình. Đi xem thử. Mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn phóng nhanh trên mặt đất, đuổi theo đám hắc hỏa nha đó. Không chỉ có hắn mà rất nhiều võ giả tiên thiên trên mặt đất cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời nhiều hắc hỏa nha thật, lẽ nào có yêu thú cảnh giới huyền võ chết sao? Yêu thú cảnh giới huyền võ cũng chết à? He he, nói không chừng thật sự có khả năng đó đấy, nếu là thật thì phát tài lớn rồi, huyền đan đấy. Nội đan của yêu thú cấp huyền võ được gọi là huyền đan, giá trị rất lớn, không thể nào ước tính được. Trong thanh dương giới, chỉ cần là yêu thú thì 100% đều có nội đan nếu thật sự là xác của yêu thú cấp huyền võ thì giá trị của nó thật sự không thể tưởng tượng càng lúc càng có nhiều người tụ tập đến cuối cùng dừng lại trước một ngọn núi hoang ở một ngọn núi không cao lắm hắc hỏa nha bay thành những vòng tròn xung quanh đỉnh núi trên đỉnh núi mây mù bao phủ thỉnh thoảng có tia chớp đáng sợ lóe lên lâm nhất đứng dưới chân núi ánh mắt đột nhiên rực sáng lẽ nào là xác yêu thú thuộc tính lôi có tia chớp lóe lên trên đỉnh núi hoang dưới màn mây mù có tia chớp dài như xé toạc không gian, phản chiếu trên đàn hắc hỏa nha đang bay thành vòng trên đỉnh núi. Thật sự là yêu thú thuộc tính lôi sao. Mắt lâm nhất sáng rỡ lên, lòng đầy kỳ vọng. Sau khi tu luyện lôi viêm chiến thể đến viêm ma chiến thể tầng thứ ba thì hắn muốn tiến thêm một bước nữa. Muốn thật sự tu luyện lôi viêm chiến thể thì hắn bắt buộc phải giết chết một con yêu thú thuộc tính lôi có tu vi thấp nhất là tiên thiên thất khiếu và lấy yêu đan của nó làm nội hạch dùng đan đó làm hạch tâm, dung hợp với viêm ma chiến thể, ngưng tụ thành lôi viêm chiến thể thật sự. Một khi luyện thành công lôi viêm chiến thể thì thực lực của Lâm Nhất sẽ không ngừng tăng cao. Khí lực của cơ thể ít nhất cũng đạt đến 25.000 ký, khả năng phòng ngự có thể đỡ nổi đòn tấn công của đỉnh phong tiên thiên thất khiếu. Uy áp mạnh thật, chết rồi mà còn đáng sợ đến thế. Ta thấy ít nhất yêu thú đã chết đó cũng ở cấp tiên thiên thất khiếu, e là huyết mạch viễn cổ trên người nó sẽ rất đáng sợ có điều đàn hát hỏa nha trên đỉnh núi cũng là một rắc rối đây. Các võ giả tiên tiên tập trung dưới chân núi càng lúc càng đông, không bao lâu thì đã có đến mấy trăm người tập trung lại. Tiếng bàn tán lúc trầm lúc bổng. Rõ ràng là họ rất hứng thú với cái xác yêu thú chưa biết rõ đó, không chỉ có mình lâm nhất là muốn có nó. Thịt, thịt, thịt. Liên tục có người leo lên đỉnh núi, bóng người di chuyển liên miên không ngớt. Lâm nhất quan sát một vòng, xung quanh có không ít cao thủ, chỉ tính tiên thiên ngũ khiếu không thôi đã có cả đống rồi. Người phát hiện ra cũng không phải ít. Lâm nhất nhìn dòng người ồ ạt thì thấy hơi khó chịu, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó nhất định sẽ tranh nhau rất kịch liệt. Trong thanh dương giới chính là như thế, dù là báu vật tự nhiên hay báu vật ở di chỉ, hoặc huyền đan của yêu thú thì mọi thứ đều có thể tranh giành được. chương 315, ta chơi ngươi gì nào? Muốn không mạo hiểm, không tranh giành với người khác là chuyện không thể nào xem thử thế nào trước đã. Lâm Nhất nhón chân, mang theo hộp kiếm, hòa mình vào dòng người đang leo lên đỉnh núi. Uy áp trên đỉnh núi rất lớn, càng lên cao thì uy áp càng đáng sợ hơn. Rất nhiều võ giả tiên thiên miễn cưỡng lắm mới leo đến nửa đường thì đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đối với người đã ngừng tụ được viêm ma chiến thể như Lâm Nhất mà nói thì đương nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây, đến núi thiên hỏa mà hắn còn có thể leo lên được thì nói gì đến một ngọn núi hoang thế này chật chật. Lúc sắp gần đến đỉnh núi, các võ giả gần đó đều khom lưng chống tay xuống đất, cẩn thận thò đầu lên. Sinh tồn ở Thanh Dương giới mấy ngày, mọi người đều trở nên cẩn trọng hơn. Advertisement Xác yêu thú to thật Đấy là một con tử điện ma long viên Khí tức thật đáng sợ, chết rồi mà còn khiến người khác khó chịu đến thế Có võ giả tiên thiên thò đầu ra, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi thì khẽ thốt lên kinh ngạc cái xác to lắm sao? Lâm nhất nhìn thấy dáng vẻ làm quá của các võ giả xung quanh thì hơi thắc mắc. Advertisement. Lâm nhất khom lưng, chống tay xuống đất, thò đầu ra, cẩn thận nhìn về phía trước. Trên đỉnh núi, khắp nơi đều là dấu tích từng bị sấm sét đánh chúng, rất lộn xộn, những tảng đá đầy dấu nứt vỡ. Trong đó có một tảng đá cực lớn, nằm vắt ngang trên đỉnh núi. Nó dài đến mấy trăm mét, rộng khoảng 10 trượng, giống như một ngọn đồi xác chết đâu lúc lâm nhất đang thắc mắc thì đột nhiên có một tia lửa điện xuất hiện trên đỉnh núi thắp sáng cả không gian u tối bị bao trùm bởi mây đen trên đầu hắn lập tức há hốc miệng không thể nào kiềm nén được sự kinh ngạc ngọn đồi gì chứ đấy là cơ thể to lớn của tử điện ma long viên chẳng qua là đỉnh núi quá tối nhìn không kỹ thì rất dễ nhìn nhầm mấy ngàn con hắc hỏa nha dừng lại ở bên trên mà trông cứ lưa thưa không cách nào đứng đầy hết được chúng đang thong dòng mổ sắc con tử điện ma long viên. Mỏ của hắc hỏa nha cực kỳ sắc bén, còn bén hơn cả huyền khí. Dù cho tử điện ma long viên ra thô thịt dày, có khả năng phòng ngự kinh người thì cũng không thể ngăn được những cú mổ sắc bén của chúng. Những chỗ thật sự mổ không ra được thì mấy con hắc hỏa nha này sẽ khạc đầm đen có khả năng làm thối giữa da. Không bao lâu, con tử điện ma long viên vô cùng to lớn đã bị đám hắc hỏa nha này ăn hết một tầng. Xoạt, Chính vào lúc đó, có một con hắc hỏa nha mổ thủng ra bụng của tử điện ma long viên, một luồng khí tức thuộc cấp huyền võ đột nhiên tràn ra. Âm âm, trên đỉnh núi lại có thêm mấy tia chớp màu tím khiến ai nấy nhìn thấy cũng giật mình. Cấp huyền võ, địch, thật sự là yêu thú cấp huyền võ. Chắc con tử điện ma long viên này vừa mới độ kiếp, đột phá tiên thiên thất khiếu thì bị chết khi mới thăng cấp lên cấp huyền võ. Đáng sợ thật, nếu như có thể để nó trưởng thành thì con tử điện ma long viên này hoàn toàn có thể vượt mặt yêu thú đáng sợ cấp huyền dương nhất định nó có huyền đan người ở xung quanh đỉnh núi lập tức như phát điên ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam dù là yêu đan của cấp huyền võ bình thường thì cũng đủ để khiến người ta phải phát điên rồi huống hồ gì đây còn là tử điện ma long viên loại yêu thú có huyết mạch long tộc viễn cổ giá trị huyền đan của nó càng có giá trị hơn ánh mắt lâm nhất cũng sáng rực lên nhưng lòng hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhìn đám hắc hỏa nha đang mổ xác chết với cái mỏ sắc bén toát lên ánh sáng tối tăm và lạnh giá đó, ai dám mạo hiểm tiến về trước thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tất cả cùng sông lên, chẳng qua chỉ là một đám quạ đen thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Nhưng không lo được nhiều như vậy nữa, sự điên cuồng của con người là không thể nào tưởng tượng được, sau khi có vài tiếng cổ động vang lên. Rất nhiều võ giả tiên thiên đã sông lên, tiến về phía xác của tử điện Ma Long Viên. Rõ ràng biết rất nguy hiểm nhưng mỗi người đều có tính toán của riêng mình, ai cũng cho rằng mình đặc biệt. Phần Phật, phần Phật. Đám hắc hỏa nha bị giật mình vỗ cánh, đánh nhau với đám đông các võ giả tiên thiên. Không bao lâu, cả đỉnh núi đã trở nên hỗn loạn. Vô số xác hắc hỏa nha ngã xuống, nhưng xác của võ giả tiên thiên trên đỉnh núi cũng không hề ít. Tiếng la thảm thiết vang lên thất thanh, những người ở trên đỉnh núi nghe thấy đều phải kinh hãi, nỗi đau khi bị hắc hỏa nha mổ chết không thua gì bị róc thịt ra thành ngàn mảnh. Cái mỏ quả có thể sánh với huyền khí đó mổ xuống một cái thì sẽ lôi ra một miếng thịt lớn đầy máu me. Mắt của ta, Lâm Nhất cẩn thận nhìn sang thì thấy một võ giả tiên thiên tứ khiếu bị hắc hỏa nha mổ thủng mắt, vẫn chưa hết, cơ thể hắc hỏa nha còn giống như một mũi tên, không ngừng đâm xuyên về phía trước. Bụp, đến khi hắc hỏa nha đâm xuyên hốc mắt Chui ra khỏi từ não sau thì đầu của võ giả đó liền nổ tung. Phẹt, phẹt, hắc hỏa nha bắt đầu ra sát chiêu, phun đờm đen có tác dụng làm mục giữa mạnh ra, tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên nhiều hơn. Sắc mặt của các võ giả tiên thiên lên đỉnh núi đều đột ngột thay đổi, ai nấy cũng lùi về sau, không dám ở lại thêm nữa. Đáng sợ quá, không thể nào đứng vững, quyền giáp trên người ta cũng bị mổ rách luôn rồi. Có thể nhặt lại được cái mạng là tốt lắm rồi. Tính làm mục giữa của hắc hỏa nha đó quá mạnh, cơ thể võ giả Tiên Thiên bình thường vốn không thể chống đỡ nổi. Những người thoát được khỏi cái chết đều thấy kinh hãi, mặt mày ai cũng trắng bệch. Chỉ mới khoảng 15 phút mà trên đỉnh núi đã có thêm hơn cả trăm xác võ giả Tiên Thiên, mấy trăm con hắc hỏa nha vừa chết vừa bị thương. Những người lùi lại đều không rời khỏi ngay, ánh mắt mọi người đều tỏ vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, lại có một đám người từ dưới leo lên đỉnh núi hơn một ngàn con hắc hỏa nha đã chết mất một nửa, cuối cùng đám đông cũng nhìn thấy được một tia hy vọng, chỉ cần đánh thêm một lượt nữa thì đủ rồi. Nhưng nhìn thấy xác chết ngổn ngang trên đỉnh núi thì cũng không dễ gì lấy được dũng khí, xông lên thêm lần nữa. Ánh mắt lâm nhất sáng lên, hắn không nhìn hắc hỏa nha trên đỉnh núi. Mà chú ý đến các võ giả ở xung quanh, âm thầm tính toán. Chương 316, lợi dụng. So với yêu thú thì đáng sợ nhất vẫn là lòng người tổng cộng có ba người khiến hắn cảm thấy hơi lo ngại một người đàn ông lực lưỡng mặc chiến giáp màu đen bao bọc toàn thân có tu vi tiên thiên ngũ khiếu chắc bộ giáp chiến trên người hắn ta cũng là huyền khí trung phẩm một người khác là đàn ông trung niên cao giáo mặc áo màu xanh người này cũng là tiên thiên thất khiếu nhưng khí thức lại rất yếu ớt che đậy rất kỹ người cuối cùng là một ông già gầy gò có tu vi tiên thiên lục khiếu ánh mắt đầy vẻ thâm độc lâm nhất nhớ rất rõ người cổ động mọi người cùng nhau xông lên lúc ban đầu chính là ông già gầy gò đó. Nhưng bản thân ông ta thì lại đứng im, nhìn người khác đi nộp mạng. Advertisement. Lúc này, ông già gầy gò đó liếc nhìn mấy võ giả ở xung quanh hết lần này đến lượt khác, không biết lại đang nghĩ gì. Quạc, quạc, quạc. Lúc mọi người đều đang đứng ngây ra thì đột nhiên tiếng kêu hắc hỏa nha lại vang lên từ xung quanh. Lâm Nhất ngoảnh đầu nhìn sang thì mặt hơi biến sắc, hắc hỏa nha bay qua từng đàn dập cả một vùng trời khiến ai nhìn thấy cũng thấy ra đầu tê dại. Ít nhất cũng có đến 3.000 con. Vốn dĩ chỉ còn mấy trăm con hắc hỏa nha, chớp mắt đã nhiều lên gấp mấy lần, khiến mặt mày ai nấy cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Advertisement. Chuyện này là... Lâm nhất nhanh trí nghĩ ra, chắc vì trên đỉnh núi có thêm mấy trăm xác chết nên đã thu hút đám hắc hỏa nha đó đến. Đúng là một đám động vật tà ác, không ngờ chúng lại nhạy cảm với mùi xác chết như thế cảnh tượng trên đỉnh núi chợt khiến người ta không dám nhìn lúc này hắc hỏa nha đã đứng đầy trên xác chết của những võ giả tiên thiên trước đó và bắt đầu mổ thịt đáng ghét mà chúng tàn nhẫn với xác người chết như thế khiến ai nhìn thấy cũng phải nghiến răng nhưng họ chỉ biết tức thầm mà không dám làm gì khác thậm chí đến cả tiếng nói chuyện cũng dường như không còn nữa không khí trên đỉnh núi rất yên ắng không còn nhiều cơ hội nữa lâm nhất thầm thở dài trong lòng trước đó khi chỉ còn lại mấy trăm con hắc hỏa nha thì có lẽ là thời cơ tốt nhất. bây giờ hắc hỏa nha đầy giấy, dù cho là cao thủ tiên thiên thất khiếu cũng không dám vì tiện xông lên. tiểu huynh đệ, với viêm ma chiến thể của ngươi thì chắc có thể cầm cự rất lâu khi đứng giữa đám quạ đó nhỉ? chính vào lúc đó, ông già gầy gò đưa mắt nhìn về phía lâm nhất, đột một mỉm cười và nói. lâm nhất, đột nhiên rất nhiều người ở đó đều nhìn về lâm nhất, không ít người đã nhận ra hắn. Trước đây, lúc Thanh Dương giới chưa được mở ra, chuyện hắn đấu một mình với Mai Tử Hỏa và huyết đồ vẫn còn rành rành ra đó, thực lực tầm đó thật sự khiến người khác phải khâm phục. Người đàn ông lực lưỡng mặc giáp chiến khắp người và người trung niên mặc áo xanh cùng lúc nhìn về phía Lâm Nhất. Lão tiên sinh quá lời rồi, tình hình thế này thì ta nào dám mạo hiểm. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, lạnh lùng trả lời lại. Ông già gầy gò cười he he rồi hạ giọng nói, với thực lực của các hạ nếu đồng ý dẫn đầu thì lão phu nhất định sẽ theo sau đến khi lấy được huyền đan dù cho chia làm mấy phần thì cũng tốt hơn để cho đám chim ăn xác chết đó được hưởng có lý nếu như còn không liên thủ thì chỉ có thể mở to mắt nhìn đám hắc hỏa nha đó chia nhau mổ xẻ huyền đan thôi thanh niên mặc áo xanh cũng lựa lúc lên tiếng nhìn sang lâm nhất và nói lâm công tử ở đây chỉ có ngươi sở hữu cơ thể mạnh mẽ nhất ngoài ngươi ra thì không còn ai có thể dẫn đầu nữa lâm công tử dẫn đầu đi hãy thay những người đã bị chết đó dạy cho đám qua hắc hỏa đó một bài học nhớ đời lâm công tử ngoài ngươi ra thì không còn ai nữa đâu có lâm công tử dẫn đầu thì ta không tin đánh không lại đám chim thú đó những lời nói tâng bốc lập tức vang lên không ngừng ông già gầy gò cười giả tạo nhìn không khí xung quanh với vẻ rất hài lòng lâm nhất cười nhạt trong lòng không ngờ lão già này lại gài bẫy hắn hắn đã nhìn thấy hết chuyện trước đó ông ta hại chết nhiều người như thế Trước nhiều lời tâng bốc như vậy, nếu đổi lại là người trẻ khác thì lúc bốc đồng cũng dễ đồng ý thật lắm. Có điều, nếu như nghĩ lại thì thật ra cũng chứng tỏ ông già gầy gò đó đã không ngồi yên nổi nữa rồi. Ông ta đã bắt đầu sốt ruột. Lâm Nhất vừa nghĩ đến đấy thì tâm trạng cũng lập tức nhẹ nhõm hơn, hắn chắp tay, mỉm cười và nói, "Các vị đánh giá cao ta quá, vậy được thôi, ta miễn cưỡng dẫn đầu một lần vậy. Có điều, để ta nghỉ ngơi một chút đã, đừng gấp, đừng gấp nhé." ông già gầy gò nghe vậy thì cười tươi rạng rỡ cho rằng tên ngốc này đã sập bẫy thật rồi ông ta khen lâm công tử đúng là thiếu niên hào kiệt là tấm gương để ta phải học theo lão phu vô cùng khâm phục dưới sự dẫn dắt của ông già gầy gò thì cả đám người lại bắt đầu tâng bốc lượt thứ hai lâm nhất mỉm cười phất tay nói không dám nhận không dám nhận đâu nhưng thời gian cứ thế trôi qua ông già gầy gò tâng bốc hết lượt này đến lượt khác mà lâm nhất vẫn không hành động chỉ nói là thời cơ chưa tới. Trên đỉnh núi, khí tức huyền đan đã tràn ngập và càng lúc càng nồng nặc hơn. Ông già gầy gò nhìn thấy xác của tử điện ma long viên đã bị ăn đến mức sắp lòi xương thì ánh mắt càng lúc càng lo lắng hơn. Nhưng khi ông ta nhìn sang lâm nhất thì thấy đối phương vẫn cười tươi rạng rỡ làm ra vẻ một thiếu niên anh hùng. Ông già gầy gò cố nở nụ cười trên khuôn mặt già nua rồi nói, Lâm công tử, người vẫn chưa thể dẫn mọi người tiến lên được sao? Lâm Nhất ngồi đầy bình thản, mỉm cười và nói, lão tiên sinh cần gì vội vàng thế, nhìn dáng vẻ nôn nóng của ông kia, sao làm được việc lớn. Hèn gì cả đời cũng không làm tấm gương mẫu mực, học hỏi thêm khí chất của người trẻ bọn ta đi, đừng nôn nóng, đừng bộc trộp. Trước mặt tất cả mọi người, Lâm Nhất thẳng thắn giáo huấn ông già gầy gò, phải nói là vô cùng sảng khoái. Đúng, đúng, đúng thế, thiếu hiệp nói đúng. Ông già gầy gò bỗng thấy bối rối, cười gượng nhưng lúc ôm ta nhìn thấy vẻ gian trá thoáng qua trong đôi mắt của Lâm Nhất thì lập tức bàng hoàng nhận ra, từ đầu đến cuối Lâm Nhất đều không có ý muốn dẫn đội, ông ta giận dữ hét lên, xúc sinh, người chơi ta à? Ta chơi ông gì nào? Lâm Nhất cười như không cười, nhìn đối phương với ánh mắt đầy bớn cợt. chương 317, không khiêm tốn. Ông già gầy gò giận đến nói không nên lời. Dáng vẻ cười như không cười của Lâm Nhất càng khiến vẻ mặt ông ta trở nên khó coi hơn ông ta dụ dỗ lâm nhất như một kẻ ngốc, kết quả loanh quanh một hồi thì lại biến mình thành trò cười. Xúc sinh, người đợi đấy cho ta. Ông già gầy gò giận đến cả người run lên, nhưng hiện tại ông ta không rảnh gây rắc rối cho lâm nhất, ông ta đang nóng ruột muốn có được viên huyền đan đó. Âm, um, ông ta vừa dứt lời thì một luồng khí thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra, tu vi thâm hậu vừa toát ra thì ai nấy cũng thốt lên đầy kinh ngạc một ông già trông có vẻ yếu ớt mà khí tức trên người lại cực kỳ thâm hậu mạnh hơn nhiều so với một người tu vi tiên thiên lục khiếu. Việc này khiến mọi người đều rất ngạc nhiên. Có thực lực mạnh như thế mà lại còn muốn để lâm nhất dẫn đầu. Ông già gầy gò lướt người mang theo khí thế cực mạnh, xông thẳng lên đỉnh núi. Vù vù vù. Advertisement mấy con hắc hỏa nha sông về phía ông ta. Kết quả là khi vẫn chưa tiến lại gần thì chúng đã bị khí thế của ông ta làm nổ tung như những đóa hoa máu nở ra trên không trung. Không ngờ thực lực của lão ta lại đáng sợ như thế, suýt chút là bị lão lừa rồi. Dấu cũng kỹ thật đấy. Mặt người đàn ông lực lưỡng mặc chiến giáp khắp người và người trung niên áo xanh hơi biến sắc, họ liếc về phía lâm nhất và cùng thầm cảm thấy kinh ngạc, chỉ e là thiếu niên đó đã nhìn ra được sự ngụy trang của đối phương từ sớm rồi. Cũng không thể xem thường hắn được giết. Advertisement. Rất nhanh sau đó, người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp và người trung niên áo xanh nối đuôi nhau đánh lên đỉnh núi. Xoạt, xoạt. Rất nhiều võ giả tiên thiên không thể kiềm chế được nữa, mặc dù biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn cắn răng liều mình sông lên. Không gian trên đỉnh núi lại một nửa trở nên hỗn loạn. Âm thanh giết chóc tàn khốc còn đáng sợ hơn cả trận chiến trước, mọi người đều biết bây giờ đã là cơ hội cuối cùng rồi. Ai cũng muốn thử một lần, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có rất nhiều võ giả tiên thiên bỏ mạng. Những người còn lại sợ đến tim đập chân run, nếu không rút lui ngay thì xu đó sẽ khó mà rời khỏi được nữa. Người thật sự có thể điên cuồng xông vào giữa sự tấn công của đám quạ đó đều có ba người mà lâm nhất e rẻ trước đó. Ông già gầy gò thích thể hiện, một mình xông lên trước, tiến lại gần xác chết khổng lồ của tử điện Ma Long Viên. Nhưng dù cho là như vậy thì ông già gầy gò vẫn không dám lỗ mãng với cơ thể của ông ta chỉ cần bị chúng hai ba đòn của hắc hỏa nha thì sẽ bị trọng thương ngay đương nhiên với khí thế mạnh mẽ như thế của ông ta hắc hỏa nha muốn làm hại đến ông ta cũng không phải là chuyện dễ quạc quạc hắc hỏa nha từ khắp nơi không ngừng phóng đến như những mũi tên ông già gầy gò dùng hết sức xuất trưởng với vẻ mặt lạnh lùng mỗi một trưởng đánh ra đều khiến cho rất nhiều hắc hỏa nha bị đánh chết cú trưởng mang theo linh nguyên thâm hậu đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ, mỗi đòn tấn công đều có sức mạnh như sấm sét. Đột nhiên, trước mắt ông ta sáng lên. Cách đó 100 mét, từ lồng ngực tử điện ma long viên, huyền đan phát ra tia lửa điện màu tím, toát lên khí tức cực mạnh khiến ai cũng khiếp sợ. Tiếng tia lửa điện không ngừng vang lên, dường như bên trong có yêu hồn đang gào thét, có vẻ rất hung dữ và đáng sợ. Huyền đan đã là của ta rồi. Mặt ông già gầy gò hớn hở, ông ta búng người lên không, hướng về phía tia lửa điện màu tím đó. Không đơn giản vậy đâu. Hai bóng người cũng đồng thời xông qua theo, chính là người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp và người trung niên mặc áo xanh đang theo sát phía sau. Muốn chết à, đại ma viên chảo. Khuôn mặt của ông già gầy gò trở nên đáng sợ, cánh tay đột nhiên yêu hóa, to như cánh tay của ma viên, thậm chí còn mọc ra rất nhiều lông, ngón tay bén và sắc nhọn vô cùng. Khí thế đáng sợ bao trùm, người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp và người trung niên áo xanh đều mặt mày biến sắc đến khi ma viên chảo hoàn toàn yêu hóa đánh xuống thì hai người họ đều nôn ra máu không ngờ liên thủ mà vẫn không đỡ được đòn này thịt 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 hai người họ liên tục lùi về sau mấy bước mặt mày trắng bệch họ nhìn thấy cánh tay bị yêu hóa đó thì hiểu ra hóa ra võ kỹ của ông già gầy gò này có liên quan đến ma viên đối với ông ta nếu như có được huyền đan của tử điện ma long viên thì bản thân ông ta sẽ đạt được sự hỗ trợ rất lớn hèn gì ông ta lại muốn có được nó đến thế cút ra xa hết cho lão phu ông già gầy gò lạnh lùng hét lên vẻ mặt ông ta rất hung dữ giống như yêu thú vậy chỉ nhìn một cái thôi mà đã có thể khiến cho người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp và người trung niên mặc áo xanh phải cảm thấy khiếp sợ tiêu rồi huyền đan sắp bị lấy đi rồi lão ta có thực lực mạnh như thế mà lại dụ dỗ lâm nhất dẫn đầu, hiểm ác quá mà. Có thể công pháp đó của ông ta có tác dụng phụ nên không muốn mạo hiểm sử dụng, chỉ vô một cái là có thể làm hai tiên thiên ngũ khiếu bị thương nặng thì có vẻ mạnh quá mức bình thường rồi. Bực mình thật, không ngờ huyền đan lại bị một tên bị ổi như thế cướp đi mất. Các võ giả tiên thiên trên đỉnh núi nhìn thấy ông già gầy gò thi triển uy thế đáng sợ như vậy đánh bại người trung niên áo xanh và người đàn ông lực lượng áo giáp để giành huyền đan, họ tức giận không thôi ầm um. chính vào lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên hai cánh tay lâm nhất giật mạnh hộp kiếm trên lưng hắn bay lên không phóng về phía trước mặt hắn tiên thiên thuần dương công ngọn lửa màu vàng kim trong cơ thể lập tức bùng lên cuồn cuộn linh khí tiên thiên bá đạo lập tức bao trùm lấy cả người lâm nhất mái tóc dài của hắn bay lên trong gió lúc này khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên tràn ngập sự tự tin tài năng được bộc lộ ra hết quyền kiếm hợp nhất. Lâm Nhất dường như không hề suy nghĩ gì nhiều mà kết hợp tia kiếm quang của võ hồn cổ kiếm theo bên cạnh với linh nguyên thuần dương viên mãn đỉnh phong và xuất chiêu ngay. Bụp, quyền mang rơi đúng ngay lên hộp kiếm cổ, phát ra âm thanh rền trời, giống như tiếng sấm nổ. Hộp kiếm nặng bay ra như một cây cột gỗ. Bụp, bụp, bụp. Tất cả những nơi mà nó đi qua, không chung đều đột ngột nở ra những bông hoa máu rực rỡ. Đấy là những con hắc hỏa nha bị tông trúng, nổ banh xác ngay tại chỗ, thế như trẻ tre. Tiếng ù ù nhức óc vút trong không gian, hộp kiếm cổ phóng thẳng về phía ông già gầy gò. Cảnh tượng ngay sau đó khiến tất cả mọi người đều ngây ra, thi nhau chật lưỡi, không ngờ lâm nhất lại ra tay vào lúc này. Được lắm nhóc xanh, người trung niên áo xanh và người đàn ông lực lượng áo giáp thì tỏ vẻ vui mừng, mắt sáng rỡ lên. Ông già gầy gò quay lại nhìn thì giật mình. Đối phương chọn thời điểm ác thật, chỉ cần ông ta còn dám tiếp tục giành tử điện huyền đan thì nhất định sẽ bị hộp kiếm cổ đánh chúng. Nhưng nếu như lui ra thì nhất định hai người bên người đàn ông lực lưỡng mặc áo giáp đang lăm le ở cách đó không xa sẽ nhân cơ hội giành lấy huyền đan. Tiếng hộp kiếm vút trong không gian ù ù nhức tai giống như một lá bùa đòi mạng, khiến ông già gầy gò như bị dày vò đến cực điểm. chương 318, Tử Điện Huyền Đan Xuất sinh, lão phu ăn một chiêu của ngươi thì có sao? Trong tiếng thét giận dữ, trên gương mặt dữ tợn của lão giả khô gầy càng toát lên vẻ điên cuồng, đầu cũng không quay lại mà vẫy tay một cái đã nắm tử điện huyền đan trong lòng bàn tay. Hộp kiếm đâm tới như tia chớp, cùng lúc đánh trúng lão giả khô gầy. Thình thịch, lão giả khô gầy bị đánh lăng không bay đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí thế chớp mắt đã yếu đi hơn nửa. Đây, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được lực lượng ẩn chứa trong hộp kiếm lại khủng bố như vậy. Advertisement, vốn nghĩ rằng cho dù lão giả có bị thương nhưng cũng không đến nỗi bị trọng thương ngay tại chỗ như vậy nhưng sự thực tàn khốc bày ra trước mắt lão giả khô gầy gần như chưa phản ứng kịp đã bị đánh bay trăm mét rồi khí thế vốn có thể nhẹ nhàng đánh chết hắc hỏa nha lại giảm thấp đến mức không thể tin nổi suy suy đám hắc hỏa nha tàn khốc vô tình xung quanh chấp lấy cơ hội bao phủ lấy lão giả khô gầy như nước thủy chiều hộp kiếm ầm ầm mở ra trong lúc đang phản chấn Hoa tường vi rất ra, cánh hoa dập trời tung bay cùng đám quả. Advertisement. Kiếm đến. Lâm Nhất mở hai cánh tay ra, lăng không nhảy lên, lao vào giữa bầy quả, một tay chụp lấy táng hoa kiếm. Lôi âm kiếm pháp, thức cuồng phong, phong khiếu như lôi. Kiếm như giai nhân thu thủy, khoảnh khắc ra khỏi vỏ khiến cổ tay của Lâm Nhất run run, nháy mắt đã chém ra 9981 đạo kiếm ảnh. Lôi âm nổi lên từng đàn từng đàn hắc hỏa nha bên cạnh hắn bị kiếm quang cắt làm đôi gọn gàng, rơi là tả xuống. Đến khi hắn hạ xuống thì xung quanh người hắn trên mặt đất đầy xác của hắc hỏa nha. Trên thân kiếm, máu tươi chảy tong tỏng theo đường mũi kiếm xuống dưới đất. Một kiếm này đã khiến tất cả kinh hãi. Người ngoài căn bản không nhận ra được rốt cuộc là âm kiếm như sấm hay là gió thổi như sấm, chỉ nghe thấy tiếng sấm nổ vang lên đã thấy hàng trăm con hắc hỏa nha bị chém chết ngay tại chỗ, kiếm thuật không thể tưởng tượng khiến võ giả xung quanh trợn mắt há mồm. Thình thịch, lão giả khô gầy lấy lại tinh thần, ầm ầm bạo khởi đánh bay đám hắc hỏa nha quanh mình. Chỉ thấy ông ta lúc này thương tích đầy mình, bị đám hắc hỏa nha mổ đến mức nhìn thấy cả xương, vô cùng thê thảm. Cơ thể lung lay sắp đổ, có vẻ không thể đứng vững. Súc sinh, người tính kế ta. Lão giả khô gầy hóa rồ hóa dại nhìn về phía lâm nhất, hai mắt đỏ ngầu, hận ý ngập trời ông ta thật sự rất thảm, hộp kiếm bay tới đó có lực đạo kinh người, đủ để sánh ngang với một kích của cường giả tiên thiên thất khiếu. Kiếm kinh ẩn chứa trên hộp kiếm khiến ông ta không kịp tính toán, từng bước tính sai dẫn đến thua càng thêm thua. Tính kế ông, Lâm Nhất cười nhạo nói, so với lão tiên sinh thì vãn bối vẫn còn non nất lắm. Ít nhất ta sẽ không coi người khác là kẻ ngốc, càng không xúi dục người khác đi vào chỗ chết. Người sống trên đời có cái nên làm có cái không nên làm, ta khao khát viên huyền đan này còn nhiều hơn ông đấy. So với võ kỹ ma viên của đối phương, lôi viêm chiến thể của Lâm Nhất Cường hãn hơn nhiều. Nhưng cho dù như vậy, cho dù hắn có từ bỏ viên tử điện huyền đan này thì cũng sẽ không xúi dục người khác đi vào chỗ chết. Người dám dậy đời ta à? Ha ha ha, người chưa có tư cách này đâu, ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng hòng mơ đến. Lão giả khô gầy nhìn về phía Lâm Nhất, hận ý ngập trời tựa như bản chất mở bàn tay ra định cho viên tử điện huyền đan vào trong miệng. Đáng chết, lão già này điên rồi, ông ta muốn tự bảo. Mau đi thôi. Tráng hán mặc chiến giáp và người trung niên áo xanh bị dọa cho giật mình, điên cuồng lui về sau. Nhưng sắc mặt Lâm Nhất không chút gợn sóng, giữa đất trời dường như có một đóa tường vi điêu linh chậm rãi rơi xuống. Khi cánh hoa rơi xuống bằng đúng thân ảnh của lão già, Lâm Nhất chém ra một kiếm. Kiếm quang bạo khởi, lóe lên kinh hãi bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu thị phi thiện ác trong cõi hồng trần, kết thành một đóa hoa, dùng hết một đời bồi dưỡng, chỉ vì một khoảnh khắc điêu tàn này. Vẻ đẹp của khoảnh khắc đó chính là mặt kiếm quang nở rộ trong lòng bàn tay lâm nhất này. Lôi âm kiếm pháp thức thứ hai, lạc hoa, lạc hoa nhất thuấn. Ai có thể đuổi kịp hoa rơi, ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoa rơi tràn ngập trong đất trời. Lão giả khô gầy hóa điên không đuổi kịp, càng không thể cảm nhận được ông ta chỉ có một trái tim bị âm mưu và sự hung ác bóp méo ca sát không kịp cho viên tử điện huyền đan vào trong miệng cơ thể tàn tã vốn đang lung lay sắp đổ của lão giả khô gầy vốn bị chém thành đôi ngay tại chỗ thu kiếm vào vỏ lâm nhất vẫy tay một cái viên tử điện huyền đan đã nằm trong lòng bàn tay hắn quay người lại nhìn đại hán chiến giáp và người trung nhiên áo xanh cùng lúc dừng chân lại nhìn về phía viên huyền đan trong tay lâm nhất ánh mắt tràn nhập vẻ thèm thuồng rực cháy. Một kiếm kinh diễm tuyệt luân vừa nãy khiến hai người họ được mở mang tầm mắt, nhưng kiếm có mạnh thế nào cũng không so được với sức hấp dẫn mãnh liệt của viên tử điện huyền đan trong lòng bàn tay kia. Nhưng đã được chứng kiến kiếm pháp của Lâm Nhất rồi nên trong lòng hai người đều e dè, do dự không dám lỗ mãng ra tay. Cục diện trở nên rằng co căng thẳng. Trên đỉnh núi, đàn quả vẫn đang bay lượt, phô thiên cái địa, còn đang không ngừng tấn công ba người trên người lâm nhất nở rộ ra hồng quan nhàn nhạt, như máu như ngọc, uy lực khủng bố của viêm ma lẳng lặng tăng vọt. Âm âm âm, mặc cho đám hắc hỏa nha không ngừng mổ lên người, lâm nhất vẫn không chút sức mẻ. Tiện tay cho tử điện huyền đan vào trong túi chữ vật. Lâm nhất sờ cầm, có chút thiếu khiêm tốn cười híp mắt nói, hai vị muốn đọ sự kiên nhẫn với ta sao? Nhưng tiểu tử ta dường như muốn thua cũng khó, việc này thật sự khó đây sắc mặt của tráng hán chiến giáp và người trung niên áo xanh lập tức tái như màu gan heo, tức đến sắp chuyển sang màu đen rồi. Nhưng thấy thân thể như huyết ngọc tuyệt thế của đối phương, trong lòng chỉ biết căm giận bất bình, tức đến mức muốn thổ huyết. So với lâm nhất có viêm ma chi khu thì ở trên đỉnh núi quạ bay thành đàn này, hai người họ không có bất cứ lợi thế nào, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi mà thôi. chương 319, Luyện hóa yêu đan cảnh giới huyền võ trong tình cảnh đàn quả bay lượn đầy trời, ưu thế của viêm ma chiến thể đã được bày ra rõ ràng trong giờ khắc này. So với người mặc toàn thân mặc chiến giáp còn mạnh hơn rất nhiều. Chiến giáp mặc dù chống đỡ được quả mổ, nhưng không ngăn cản được độc viêm màu đen có tính ăn mòn, cũng không còn chịu được bao lâu nữa. Về phần trung niên áo xanh thì hoàn toàn phải dựa vào ưu thế thân pháp để chống đỡ, đến khi linh nguyên tiêu hao không còn bao nhiêu thì cũng phải lui xuống nhưng cứ chừng mắt ra nhìn Lâm Nhất lấy đi tử điện huyền đan thì trong lòng hai người cực kỳ không cam tâm. Lâm huynh đệ, thực lực của ngươi mọi người đều đã chứng kiến, cũng không cần phải làm tổn thương hòa khí. Người bồi thường hai chúng ta ít tiên thiên đan hoặc linh thạch trung phẩm, ta có thể nhường viên tử điện huyền đan này cho ngươi. Trung niên áo xanh nhìn về phía Lâm Nhất, lúc nói chuyện rõ ràng đã rất kiềm chế. Advertisement Người mặc chiến giáp gật đầu nói, ý kiến này không tệ, mặc dù viêm ma chiến thể của ngươi mạnh nhưng trận chiến vừa nãy chắc chắn đã có hao tổn. Khỏi cần đàm phán, Lâm Nhất thản nhiên cười, không chút khách sáo lựa chọn từ chối. Hắn một chút cũng không hoảng, cùng lắm thì trực tiếp ra tay, cứ việc tiêu hao cũng được. Chỉ cần đám quạ này không tản hết đi thì hắn vẫn có ưu thế cực lớn. Ca sát, advertisement, đúng lúc này, chiến giáp trên người tên to con bị hắc hỏa nha ăn mòn một mảng nhỏ, vừa sơ ý cái đã bị hắc hỏa nha mổ thương đau đớn kêu gào lên gắng sức quá lâu khiến bộ huyền giáo trung phẩm này của hắn ta đã có chút không chống đỡ được nữa đáng ghét đại hán chiến giáp giận dữ gào lên mấy tiếng sau khi đánh chết mấy con hắc hỏa nha thì không dám đợi lâu vội vàng rút lui về phía đỉnh núi đi mạnh khỏe lâm nhất ung dung khẽ cười viêm ma chiến thể của hắn vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào dưới sự tấn công của hắc hỏa nha tiểu tử coi như người giỏi trung niên áo xanh nhìn sâu vào lâm nhất một cái rồi cũng đồng thời rút lui người to con vừa đi chỉ còn lại một mình ông ta muốn đối phó với lâm nhất cũng không thể không đi không được giữa đỉnh núi hoang dã rác thi hài nhất thời chỉ còn lại một mình lâm nhất cảnh tượng toát lên vẻ thê lương sự tàn khốc trên con đường võ đạo lại một lần nữa bày ra trước mắt lâm nhất vô cùng rõ ràng không ngờ viên tử điện huyền đan này cuối cùng lại là lâm nhất đoạt được lão giả khô gầy có tu vi cường đại như vậy mà đến cuối cùng cũng chết trong tay hắn thế sự khó lường lão giả đó chết cũng không oan uổng nếu như ông ta né tránh một kích hộp kiếm đó thì cũng không đến nỗi bị đàn quả vây quanh tấn công nói cho cùng vẫn là đã khinh địch những võ giả chưa tản đi xung quanh đỉnh núi lại không nhìn thấy đống thi thể ỉu xìu mà chỉ dàn ánh mắt cháy bỏng lên trên người lâm nhất những tiếng xôn xao bàn tán đều là sự ngưỡng mộ vì lâm nhất đã thu thập được từ điện huyền đan một tướng thành công vạn hài cốt khô nằm xuống mỗi cường giả sinh ra đều ắt phải dẫm lên hài cốt của vô số người chẳng ai thương hại kẻ yếu người ta chỉ chú ý đến hào quang trên người kẻ mạnh mà thôi nhìn đống thi thể trên đỉnh núi sắc mặt lâm nhất ngưng trọng có lẽ có một ngày ta cũng có thể sẽ biến thành bộ xương khô nhưng đã bước đi trên con đường này rồi thì không còn đường lui nữa đặt táng hoa kiếm vào hộp kiếm sau lưng không bao lâu sau lâm nhất cũng rời đi theo hướng khác Hắc hỏa nha tấn công hắn cũng không nhẹ nhàng như hắn thể hiện bên ngoài. Nơi này ở lại lâu cũng không có lợi. Đám người xung quanh thở phào một hơi, biết sẽ không còn kỳ ngộ nữa nên cũng tản dần đi. Nhưng thanh dương giới này vừa mới bắt đầu, còn chưa đến được di tích của tông môn viễn cổ, khả năng có là vô cùng. Mọi người nhanh chóng xúc lại ý chí chiến đấu. Lưng đeo hộp kiếm, Lâm Nhất tìm được một nơi cực kỳ hẻo lánh mới cẩn thận dừng lại. Sau một hồi lục soát bốn phía xác định thật sự không có người theo đuôi mới yên tâm được. Một viên nội đan của yêu thú cảnh giới huyền võ và cả tử điện ma long viên huyết mạch long tộc phiến cổ. Giá trị gộp lại quá khổng lồ, không thể sơ ý được. Sau khi xác định, Lâm Nhất thận trọng lấy ra viên tử điện huyền đan, khí tức khủng bố mà bạo ngược lập tức tỏa ra. Điện quang tử sắc trong huyền đan không ngừng lập lè. Thử đã xem có thể luyện hóa được chút lực lượng nào của huyền đan này không? lực lượng của yêu đan cảnh giới huyền võ chỉ cần có thể luyện hóa được một chút thôi thì tu vi của hắn sẽ lớn mạnh vượt bậc, nhanh chóng tịnh tiến. Hai tay giao nhau, Lâm Nhất đặt tử điện huyền đan vào giữa, đồng thời bắt đầu vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Lực lượng khủng bố ẩn chứa trong tử điện huyền đan trước mắt cuộn trào mãnh liệt, giống như một con bạo long giận dữ xông thẳng vào trong người hắn. Luồng khí xoáy rực lửa kim sắc trong đan điền phóng xuất ra một cỗ linh nguyên tiên thiên bá đạo cương mãnh, muốn hàng phục cỗ lực lượng như con bạo long này. Thình thịch, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm trong cơ thể, bạo phát ra những tiếng nổ ầm ầm, linh nguyên thuần dương mạnh mẽ bá đạo lại có chút không địch lại được, chống đỡ vô cùng chật vật. Từ khi hắn tu luyện thuần dương công đến nay đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Với sự cương mãnh bá đạo của thuần dương công, lực lượng càng táo bạo thì lại càng hưng phấn, lần này đã lại chịu một vố hớ lớn rồi. Khí tức táo bạo quá, Lâm nhất thầm kinh ngạc, lực lượng ẩn chứa trong tử điện huyền đan lại khó luyện hóa như vậy. Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là tiên thiên ngũ khiếu, muốn luyện hóa được yêu đan cảnh giới huyền võ quả thực đã là bước nhảy vọt quá lớn rồi. Mặc dù tiên thiên tuần dương công đã đạt đến đỉnh phong viên mãn, nhưng đối mặt với lực lượng cảnh giới huyền võ thì vẫn có một khoảng cách lớn. Nhưng cũng may, hắn không cần phải trực tiếp luyện hóa. chương 320, Lôi Viêm Ấn, Lâm Nhất cũng không hoảng hốt, đồng thời im lặng bắt đầu vận chuyển tâm pháp của Lôi Viêm chiến thể. Tầng thứ tư Lôi Viêm chiến thể chỉ cần lấy viên Huyền đan này làm trung tâm để kết hợp với kết ấn Viêm Ma là được. Không tiếp tục thử nghiệm luyện hóa tiên thiên linh nguyên nữa, dẫn đường cho lực lượng táo bạo của viên Huyền đan dung nhập vào trong luồng khí xoáy, tạo nên mảnh kết ấn Viêm Ma huyết sắc. Ầm, um, lực lượng khủng bố mà khổng lồ của Huyền đan trong cơ thể giống như lỗ hổng được khơi thông, điên cuồng dũng mãnh lao vào trong. Kết ấn viêm ma vốn là vật vô cùng tinh thuần, nhưng dưới sự tấn công của lực lượng huyền đan này cũng dần dần tan rã. Advertisement Dưới sự chi phối của tâm pháp lôi viêm chiến thể, hai cỗ lực lượng lần lượt hòa hợp, quan hệ chủ yếu và thứ yếu chuyển biến từng chút một. Nửa ngày sau, yêu đan tử điện ma long viên nóng nảy hoàn toàn chiếm thế chủ động, kết ấn ma viêm ngược lại trở thành vật phụ thuộc. Thành công một nửa, tiếp theo phải ngưng tụ lôi viêm ấn rồi. Lôi viêm chiến thể cường đại từ lúc hiện thế đến nay đã rất nhiều năm không có ai tu luyện được đến mức độ như lâm nhất. Đa số đều thất bại trước tầng thứ hai. Advertisement Về phần lâm nhất ở tuổi này mà đã tu luyện được đến tầng thứ tư càng là trong vạn người không có lấy một người, đã ít lại càng ít. Kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, lâm nhất cẩn thận ngưng tụ lôi viêm chi tâm, không dám có bất cứ sự chủ quan nào. Thời gian trôi qua, viên tử điện huyền đan ở giữa lòng hai bàn tay chỉ còn lại một chút xíu. Sớm đã không còn sự cuồng bạo ban đầu nữa, đa số lực lượng của huyền đan đã bị dung nhập vào trong cơ thể lâm nhất. Khi quang mang chỉ còn bằng hạt gạo rồi biến mất trong lòng bàn tay, tại luồng khí xoáy kim sắc trong người lâm nhất chớp mắt hình thành một ấn ký cuồng bạo màu đỏ tía. Âm! Um, trong phút chốc, điện quang vô tận đi kèm với lửa cháy điên cuồng bạo phát, lôi hỏa khủng bố tràn ngập lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, cuồn cuộn trong từng tế bào trên cơ thể Lâm Nhất. Lực lượng trong lôi viêm liên tục mài rũa thân thể của Lâm Nhất, toàn thân hắn tản phát ra khí thức kinh người. Thân thể dưới sự tôi luyện cọ rửa của lôi viêm ấn đang không ngừng lột xác từ trong ra ngoài. Mây đen phủ kín bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm. Trong sự thay đổi bất ngờ, thân thể của Lâm Nhất phát sinh ra chuyển biến kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất thở vào một hơi, chậm rãi mở mắt ra sâu trong đôi mắt ấn ký màu đỏ tía mang theo thần sắc lạnh lùng sắc bén chợt lóe lên lúc này cuối cùng đã thành công luyện thành lôi viêm chiến thể lâm nhất giơ tay lên nắm chặt năm đầu ngón tay lại từng trận tiếng nổ ầm ầm truyền ra khí lực kinh người hội tụ trong tay sau đó ầm ầm bạo tạc nổ ầm một tiếng một cơn lốc xoáy ngưng tụ trước người lâm nhất thổi quét ra khí lực khủng bố quá khóe mắt lâm nhất lộ ra vẻ vui mừng còn chưa dùng hết toàn lực đã có uy lực như vậy rồi. Nếu như dốc toàn lực đánh ra một trường thì còn khủng bố thế nào nữa? Nhắm mắt lại, Lâm Nhất cảm ứng thử, trong trung tâm của luồng khí xoáy kim sắc, kết ấn lôi viêm tản phát ra lôi hỏa màu đỏ tía kỳ dị đang yên lặng nằm ở đó. Nhưng nghĩ đến lực lượng lôi viêm cuồng bạo phóng xuất ra trước đó của nó, trong lòng Lâm Nhất không khỏi dùng mình. Lôi viêm ấn giống như một con hung thú không thể khống chế, nằm sâu trong người của hắn nếu như không cần thiết thì vẫn không nên kích hoạt lôi viêm ấn này uy lực của kết ấn viêm ma hoàn toàn không thể so sánh với nó được lâm nhất có chút lo lắng sau khi kích hoạt lôi viêm ấn với cảnh giới hiện tại của hắn thì hoàn toàn không thể khống chế nhưng cho dù không kích hoạt ấn ký này khí lực và cường độ thân thể hiện tại của hắn đã có thể so sánh với viêm ma chiến thể rồi thậm chí còn mạnh hơn nên tới di tích tông môn viễn cổ đó thôi Lâm Nhất nhìn về phương xa, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, bước vào trong di tích tông môn đó mới coi như là chính thức bước vào trong thanh dương giới. Thân ảnh lóe lên, Lâm Nhất không ngừng lao đi về phía trước, giống như một con báo săn chạy nhanh, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Đó là... Sau hai canh giờ, Lâm Nhất đứng trên một vùng thảo nguyên, nhìn thấy bóng dáng của huyết long mã. Một đàn tuấn mã đang phi nước đại trên thảo nguyên rậm rạp um tùm trên người con nào cũng tản phát ra khí thức của yêu thú viễn cổ ít nhất cũng phải có tu vi tiên thiên ngũ khiếu vạn con tuấn mã lao nhanh đã tạo nên khí thế khá chấn động lâm nhất âm thầm liếu lưỡi huyết long mã vì dựa vào thân phận yêu thú mà mới có thể hòa nhập cùng với đàn ngựa yêu thú viễn cổ này những người khác nếu như dám tùy tiện đi qua thì chỉ e sẽ bị giảm thành thịt vụn ngay tại chỗ xem ra thằng nhóc này hòa nhập cũng không tệ lâm nhất khẽ cười thu hồi lại tầm nhìn tiếp tục phi hành về phía di tích tông môn. Sau nửa ngày lao băng băng, một cỗ khí tức tang thương cuồn cuộn lâu đời đột nhiên ập tới. Lâm Nhất phóng mắt nhìn ra xa, một vùng di tích tông môn hoàn toàn không nhìn thấy điểm kết thúc lặng lẽ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Đây chính là tông môn viễn cổ thời kỳ hoàng kim năm đó sao? Di tích viễn cổ trong tầm mắt rộng lớn vô biên, khiến người ta cảm thấy chấn động sâu sắc. Phóng mắt ra nhìn, các loại kiến trúc hùng vĩ rộng lớn nối nhau liên tiếp giống như núi đồi liên miên tạo thành một dãy trường tuyến vô tận, lan tràn ra cả ngoài tầm nhìn. Các kiểu kiến trúc không thể tưởng tượng sau vô số năm vẫn đứng vững không đổ. Tràn ngập khí tức cô đơn và bi thương, xa xa nhìn lại còn khiến người ta trào lên cảm xúc minh mông không thể kiềm chế. Tông môn khổng lồ thế này có lẽ còn lớn hơn không ít so với cả quận Thanh Dương gộp lại. Tông môn cường hãn đến mức độ khó bề tưởng tưởng này năm đó rốt cuộc vì sao mà lại bị xuống dốc chứ. Trong lúc Lâm Nhất chấn động không thôi, hộp kiếm cổ sau lưng đột nhiên khẽ rung lên. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, quay đầu nhìn về một phương hướng, hai mắt nheo lại, nơi đó hình như có lực lượng gì đó đang kêu gọi hộp kiếm. Là nơi truyền thừa của tử diên kiếm thánh sao. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 13